Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 196. Ngô Bình, vợ và con gái ông thật sự tồn tại sao? Ma Quân mắt xanh thở dài, mong cậu đừng làm hại họ, cậu bảo tôi làm gì cũng được. Ngô Bình vung kiếm đâm vào giữa trán ông ta, bình tĩnh nói, tôi truyền một kiếm khí vào trong cơ thể ông, 3 ngày sau, kiếm khí xế nổ tung, ông có 3 ngày để sắp xếp cho vợ con. Nói rồi cậu xoay người rời đi, Ma Quân mắt xanh lớn giọng nói, cậu khoan đã. Ngô Bình quay đầu nhìn ông ta, lạnh lùng nói, ông còn gì muốn nói. Ma Quân mắt xanh cười khổ nói, có thể thấy cậu là chính nhân quân tử, nếu không tôi sẽ không thể sống thêm 3 ngày nữa. Chỉ là bây giờ tôi rất khó bảo đảm an toàn cho người nhà của tôi. Mong cậu có thể đối xử tốt với người nhà ta, Lý Thi Thư vô cùng biết ơn. Vừa dứt lời, đầu ông ta đột nhiên nổ tung, hóa ra là ông ta dùng chút pháp lực còn sót lại khiến kiếm nổ tung, chết ngay tại chỗ. Nhìn phòng sách bừa bộn, Ngô Bình khẽ thở dài, người đàn ông trung niên mở cửa bước vào đó không khỏi sửng sốt hỏi, công tử, ông cụ nhà bọn tôi đâu? Chết rồi, Ngô Bình nói, ông cụ nhà các người nhờ tôi chăm sóc cho gia đình ông ta. Mắt người trung niên đỏ ửng, rơi nước mắt nói, ông cụ cứ thế mất rồi, phu nhân và cô chủ sẽ phải thế nào? Ngô Bình, ông tên gì? Người trung niên, tôi là Võ Nghĩa. Võ Nghĩa, dẫn tôi đi gặp bà chủ và cô chủ của ông. Võ Nghĩa gật đầu, mời cậu đi theo tôi. Trang viên có một rừng hoa quế, trong rừng có một căn nhà, vợ con Lý Thi Thư sống ở đây. Khi Ngô Bình tới, một người phụ nữ khoảng chừng 20 tuổi ngồi trong sân nhà, bên cạnh là một cô gái khoảng 16, 17 tuổi, người phụ nữ này ăn mặc sang trọng, dáng vẻ đoan trang xinh đẹp, cô gái thì xinh đẹp hơn, đôi mắt vô cùng linh động. Người phụ nữ đứng dậy nói, chào công tử, Ngô Bình, tôi họ Ngô, chồng của bà đã qua đời, ông A bảo tôi chăm sóc cho 2 mẹ con bà. Bà có tính toán gì thì có thể nói với tôi. Người phụ nữ rơi nước mắt, tôi đã khuyên can ông ấy từ trước đừng đấu với họ, nhưng ông ấy không nghe. Ngô Bình thản nhiên nói, ông ta bị chém thân xác, chỉ có tàn hồn ký sinh lên người khác, giết hại rất nhiều người vô tội. Tôi đã khống chế được ông ta, dẫn ông ta đến đây. Vốn dĩ tôi cho ông ta 3 ngày để sắp xếp cho 2 người, không ngờ ông ta đột nhiên tự kết liễu. Người phụ nữ quỳ xuống đất, cảm ơn tấm lòng từ bi của cậu Ngô, sau này mẹ con tôi cơ nhỡ đều dựa cậu Ngô giúp đỡ. Người phụ nữ này rất thông minh, nếu chồng đã nhờ người này chăm sóc cho mẹ con mình, vậy cậu chắc chắn là người có thể tin cậy. Ngô Bình, e là không thể sống tiếp ở nơi này nữa, nên chuyển đến một nơi khác. Người phụ nữ nói, nghe theo cậu Ngô. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi biết một nơi tên là Tam Tỉnh Trại, nơi đó rất an toàn, môi trường rất tốt, người dân ở đó sẽ chăm sóc cho 2 người. Nếu 2 người đồng ý, tôi có thể đưa 2 người đến đó sống. Người phụ nữ gật đầu, được, làm phiền cậu Ngô. Ngô Bình, 2 người thu dọn những thứ có thể mang đi được, chúng ta cùng đến đó. Người phụ nữ, vậy cậu Ngô hãy đợi một lúc, chúng tôi đi thu dọn ngay. Người phụ nữ đó vội bảo người giúp việc thu dọn đồ đạc, chất hết những đồ có thể mang đi vào trong sân. Ngô Bình tìm một nơi vắng vẻ tiếp tục tiêu hóa vô thượng kiếm điển. Vừa rồi cậu lĩnh ngộ kha khá kiếm điển trong khoảng thời gian rất ngắn, nhưng sẽ phải mất một thời gian mới có thể phát huy hết uy lực của nó. Sau khoảng 2 tiếng, tất cả đồ đạc đều được thu dọn. Người phụ nữ chia một ít tiền cho các người giúp việc trước đó, chỉ để lại 4 người thân cận bên mình. Sau đó bà ta đến chỗ Ngô Bình nói, cậu Ngô, chúng a có thể xuất phát rồi. Ngô Bình vung tay, văn tự đồ họa, vàng bạc châu báu khắp sân đều thu vào trong pháp khí chứa đồ của cậu, sau đó một đám mây xuất hiện đưa mọi người bay lên trời. Không lâu sau, mấy người Ngô Bình đáp xuống Tam Tỉnh Trại. Ngô Bình gọi Thạch Tất Đạt đến nói, những vị này là bạn của tôi, anh sắp xếp cho họ giúp tôi. Sau này họ sẽ sinh sống ở Tam Tỉnh Trại. Thạch Tất Đạt vội nói, cậu Ngô yên tâm, tôi nhất định sẽ đối đãi thật tốt với khách quý. Ngô Bình nhờ Thạch Tất Đạt sắp xếp những chuyện còn lại, cậu quay về phòng tiếp tục nghiên cứu vô thượng kiếm điển. Chỉ trong 2 tiếng ngắn ngủi, cậu đã thu hoạch được rất nhiều, kiếm điển trong đầu ngày càng rõ ràng. Hơn nữa thi thoảng cậu có cảm giác như có một giọng nói nào đó đang gọi cậu biết đó là Vương Tỏa Kiếm Đạo. Lúc này Thạch Lan gõ cửa bước vào. Có phải anh đang lĩnh hội kiếm đạo cực kỳ lợi hại không? Vừa nhìn thấy cậu, cô ta đã hỏi. Ngô Bình cười nói, cô cảm nhận được à?
Thạch Lan, không chỉ cảm nhận được, kiếm ý đáng sợ của anh còn quấy rầy khiến tôi tâm thần không yên. Nếu không phải tôi biết anh là bạn, e là tôi đã chạy trốn từ lâu rồi. Ngô Bình rất ngạc nhiên, có đến mức vậy không? Thạch Lan cười khổ, không khoa trương chút nào, khoa trương là công pháp mà anh tu luyện kìa. Ngô Bình biết rõ đó là uy lực của vô thượng kiếm điển, xem ra mình đã đánh giá thấp uy lực của kiếm điển rồi. Lát nữa tôi đến Tiên Kinh một chuyến, cô có muốn đi cùng không? Tôi không đi, ở đây đợi anh về, Thạch Lan nói, tôi phải tranh thủ khôi phục tu vi. Ngô Bình gật đầu, cũng được. Đến giờ cơm tối, Ngô Bình gọi mẹ con nhà họ Lý đến, cùng dùng bữa với Thạch Lan. Vợ Lý Thi Thư tên là Lạc Ngọc Đan, con gái tên là Lý Thi Đan, lấy một chữ trong tên của bố mẹ. Ăn tối xong, Ngô Bình đến Tiên Kinh với Thạch Tất Đạt, Thạch Tất Đạt đã hẹn với người đó gặp nhau lúc 7. Giờ tối nay rồi. Quy mô của Tiên Kinh không kém gì Thần Kinh, thậm chí còn sầm uất hơn Thần Kinh, vì thật ra nền kinh ế của nước Tống phát triển hơn. Nhưng nước Tống lại có lối kiến trúc cổ, khác hẳn với các tòa nhà hiện đại ở Thần Kinh. Tầng 3 tòa Bạch Ngọc ở Tiên Kinh. Ngô Bình và Thạch Tất Đạt đáp xuống trước quán rượu này, sau đó đi đến tầng 3. Người mà Ngô Bình muốn gặp đã đợi trong một phòng VIP trên tầng 3, dẫn theo hai người. Người này khoảng ngoài 50, trắng trẻo, mập mạp, luôn nở nụ cười. Nhìn thấy hai người, ông ta vội đứng dậy chào, cười nói, cậu Thạch, cậu giới thiệu cậu này một chút trước đi. Thạch Tất Đạt cười nói, ông chủ Lưu, vị này là cậu Ngô. Cậu Ngô mong có thể gặp được ông chủ Lưu để bàn chuyện hợp tác. Lưu Liên giơ tay ra, cười nói tôi là Lưu Liên, rất vinh hạnh được gặp cậu. Ngô Bình, ông chủ Lưu khách sáo rồi, tôi đến đây là muốn hợp tác làm ăn với ông chủ Lưu. Mời ngồi, Lưu Liên nhường ghế lại cho Ngô Bình, ra lệnh cho người bưng nước rót trà. Lưu Liên cười hỏi, có phải cậu Ngô cũng muốn bán đồ không? Ngô Bình, có vài món đồ gần giống với những món Thạch Tất Đạt bán cho ông trước đó. Lưu Liên cười nói, vậy thì dễ giải quyết, chúng ta mua bán theo giá thị trường. Ngô Bình, tôi muốn giao đổi bằng tiền hạ. Tiền hạ là tiền tệ của nước Đại Hạ, nó không thông dụng như tiền Tống tiền tệ nước Tống. Trên thị trường, một đồng tiền Tống có thể đổi 5 đồng tiền hạ. Lưu Liên suy nghĩ một lúc rồi nói, được, vậy thì đổi thành tiền hạ theo tỷ giá hối đoái. Nhưng cậu Ngô này, tiền Tống có tỷ lệ lưu hành trên thế giới cao hơn, cậu có chắc lấy tiền hạ không? Ngô Bình, sau này nếu vẫn còn hợp tác, có lẽ tôi sẽ lấy một phần tiền Tống. Vậy được, Lưu Liên nói, có thể xem đồ ngay bây giờ không? Ngô Bình vung tay, bảy dương vật báu, ngay cả vài của báu mà cậu cất giữ đều xuất hiện dưới đất, đầu ở đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mắt Lưu Liên sáng lên, trước tiên mở một cái dương ra kiểm đếm từng thứ. Ngô Bình ngồi một bên uống trà. Ánh mắt Thạch Tất Đạt rất phức tạp, vì anh ta biết bảy dương này là đồ của Thượng Tiên để lại. Ngô Bình biết suy nghĩ của anh ta bèn nói, anh không nhìn lầm đâu, là bảy dương đồ đó đấy. Bây giờ tôi mua chúng đi, tất cả số tiền đó đều dùng để làm từ thiện. Thạch Tất Đạt khiếp sợ, bảy dương đồ này đáng giá mấy trăm tỷ, đều làm từ thiện cả. Ngô Bình, đây là ý của Thượng Tiên, hơn nữa như thế ba dương đồ mà anh dùng đó cũng không thể tra được. Thạch Tất Đạt mừng rỡ nói, vẫn là cậu Ngô suy. Nghĩ chu toàn. Phải mất hơn 10 phút, Lưu Liên mới đếm xong một dương đồ, quay lại bàn, ông ta cười nói, cậu Ngô, chiếc hộp này chứa đầy thư pháp và tranh vẽ của các bậc thầy thời xưa, có 37 bức. Đây là giá cả được đưa ra theo giá thị trường, cậu hãy xem qua, nói rồi ông ta đưa một danh sách cho Ngô Bình. Ngô Bình cầm lấy xem, phát hiện bức tranh rẻ nhất trong số đó có giá mấy chục triệu. Bức đắt nhất trị giá 700 triệu tiền Tống, tổng giá trị của 37. Bức tranh là 3 tỷ 950 triệu tiền Tống. Cậu gật đầu, được, ông cứ tiếp tục. Mãi đến 11 giờ tối, Lưu Liên mới đánh giá xong tất cả bảo vật, 7 dương bảo vật cộng với một ít kho tang của Ngô Bình có trị giá 48 tỷ 637 triệu tiền Tống, tức là hơn 24 triệu 310 ngàn tiếng hạ, cuối cùng Lưu Liên gom cả lại thì được 25 triệu tiền hạ. Số tiền này được chuyển thẳng vào vài tài khoản của quỹ từ thiện do Ngô Bình cung cấp. Không đến 10 phút, Âu Dương Chí Viễn đã gửi tin nhắn đến bảo đã nhận được 250 tỷ. Nhìn thấy số tiền thu được, Ngô Bình cười N chủ Lưu, hợp tác vui vẻ. Lưu Liên nói, hợp tác vui vẻ, sau này cậu Ngô có đồ gì cứ tìm tôi.
Lúc này sắc trời đã không còn sớm, Ngô Bình và Thạch Tất Đạt chào tạm biệt. Hai người vừa đi, nụ cười trên môi Lưu Liên biến mất, hỏi một ông lão bên cạnh, mấy thứ này đều trên sách Quý Thiên Hạ sao? Ông lão gật đầu, trong 7 dương đồ thì có 2 dương là bảo vật trên sách Quý Thiên Hạ ghi chép. Lưu Liên, 30 năm rồi, cuối cùng mình cũng ìm được manh mối, lập tức báo với Thượng Đỉnh, hành động trước khi trời sáng. Ngô Bình và Thạch Tất Đạt ở lại một lúc, sau đó quay về Tam Tỉnh Trại. Lúc này đã là giữa trưa, Ngô Bình tiếp tục hoàn thành kiếm điểm vô thượng của cậu. 3 giờ sáng, cậu bỗng mở mắt ra, sau đó đẩy ra đi ra ngoài, bay đến trên bầu trời Tam Tỉnh Trại. Ở trên trời cao nhìn xuống, cậu nhìn thấy có mấy chục người phi độn đến từ phía xa. Đám người này đều cảm nhận được khí tức của Ngô Bình, đều dừng trước mặt cậu không xa. Ngô Bình đưa mắt nhìn sang, người đến có 34 người, có Lưu Liên ở trong đó. Sắc mặt Ngô Bình không đổi, nói, ông chủ Lưu, lẽ nào ông tính nhầm nên lại đến tìm tôi? Lưu Liên cười nói, cậu Ngô, tôi đến là muốn nhờ cậu giúp. Ngô Bình, ông nói tôi nghe thử xem, nếu có thể làm được, chắc chắn tôi sẽ giúp. Lưu Liên, tôi muốn biết cậu lấy 7 dương kho báu đó ở đâu. Ngô Bình, mua bán thì đừng hỏi xuất xứ, ông chủ Lưu hỏi rõ như thế là muốn phá vỡ quy tắc. Lưu Liên thở dài, thật xin lỗi, tôi phải biết nguồn gốc của 7 kho báu đó. Nếu cậu Ngô không nói thì bọn tôi chỉ có thể thất lễ. Ngô Bình nhíu mày, các ông hỏi thế là có mục đích gì? Họ đang tìm tung tích của Hoàng thất Đại Minh, bỗng có người nó, chính là Thạch Lan. Không biết từ lúc nào mà cô ta đã đứng cách phía xa Ngô Bình không xa. Lưu Liên nhìn chằm chằm Thạch Lưu, nói thế, cô mới là người có được số kho báu này. Thạch Lan lạnh nhạt nói, có thể nói như thế. Lưu Liên cười nói, tốt lắm, bọn tôi vẫn luôn tìm cô. Nói đi, rốt cuộc Hoàng thất Đại Minh đang ở đâu? Thạch Lan nhìn ông ta nói, các ông tìm Hoàng thất Đại Minh là vì kho báu Đại Minh mà họ nắm giữ sao? Ngô Bình rất ngạc nhiên, trước thời nhà Tống, chủ nhân của Đại Hạ và lãnh thổ triều Tống là để đế quốc Đại Minh hùng mạnh hơn, thực lực của nhà Minh vượt xa Đại Hạ, nhưng lại diệt vong trong một năm ngắn ngủi, những người cốt cán của Hoàng thất cũng đột nhiên biến mất không tung tích. Sau đó nước Hạ và nước Tống đã cố gắng hết sức tìm kiếm nhưng đã lâu vẫn không tìm thấy gì. Lưu Liên híp mắt, cô biết Hoàng thất Đại Minh ở đâu. Thạch Lan, đã không còn quan trọng nữa, vì các ông sắp chết rồi. Nói rồi cô ta biến thành hư ảnh, thoáng chốc xuyên qua mọi người, ngay sau đó thi thể của đám người này đứng yên, một cơn gió thổi qua, mọi người đều biến thành tro tàn, rải rác giữa đất trời. Ngô Bình nói, cô đã sử dụng sức mạnh thiên cực. Thạch Lan, phải giữ được bí mật của Hoàng thất Đại Minh, tôi chỉ có thể giết chúng. Ngô Bình, có lẽ không chỉ bọn họ. Thạch Lan nói, không sao, ai dám tra, tôi giết người đớ. Cảm nhận được sát khí trên người cô ta, Ngô Bình chớp mắt nói, về nghỉ ngơi trước. Thạch Lan khẽ gật đầu, tôi vẫn còn vài chuyện muốn nói với anh. Trong phòng Thạch Lan, Ngô Bình nằm trên sofa, tiện tay bóc một nắm hạt dưa ăn, nói đi. Thạch Lan nói, P trước tôi là một người trong Hoàng thất Đại Minh. Ông nội tôi là vị hoàng đế cuối cùng của Đại Minh, Thiên Khánh Đế. Ngô Bình hiểu ra vấn đề, thảo nào cô lại có nhiều kho báu đến thế. Thạch Lan, những thứ này chỉ là chút nho nhỏ của báu vật Đại Minh, chẳng có gì cả. Ngô Bình chớp mắt, người hoàng thất Đại Minh chỉ có một mình cô. Thạch Lan, đương nhiên không rồi, nhưng ta không thể nói cho ngươi biết thân phận của hợ. Ngô Bình, được thôi, mặc dù những người này bị anh tiêu diệt. Nhưng nhất định sẽ tiếp tục phái người đến. Thạch Lan, tôi biết thân phận của nhóm người này, họ thuộc về tổ chức tổ đen của nước Tống. Tổ chức tổ đen này rất mạnh, là tổ chức tình báo và cơ quan ám sát mạnh nhất nước Tống, thuộc của Hoàng gia. Ngô Bình, tôi nghe nói nước Đại Minh cực kỳ mạnh, tại sao lại biến thành tan tác chỉ trong một đêm? Thạch Lan thở dài nói, nguyên nhân thực sự là do thế lực sau lưng Đại Minh đã suy giảm, cho nên ta từ nhỏ tôi đã quyết tâm tu luyện. Trở thành tu sĩ mạnh mẽ nhất. Ngô Bình, kiếp trước cô rất mạnh rồi. Thạch Lan, vẫn chưa đủ mạnh, nếu không tôi cũng sẽ không đi giành thiên cực. Ngô Bình, bây giờ cô có thiên cực rồi, chẳng mấy chốc đã có thể hồi phục tu vi kiếp trước. Thạch Lan, khó quá, kiếp trước ta không có chỗ dựa, lần này ta phải bái vào một môn phái nào đó. Chỉ có như thế, mình mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Ngô Bình nói, tôi là trưởng lão kiếm các của Thái Hoàng giáo.
Nếu cô muốn, tôi có thể để cô vào kiếm các. Thạch Lan ngạc nhiên, anh là trưởng lão của Thái Hoàng giáo. Ngô Bình cười nói, đừng ngạc nhiên thế, kiếp trước tôi đúng là trưởng lão, hơn nữa ba vị kiếm đạo chí tôn của kiếm các cũng là sư tôn của tôi. Mắt Thạch Lan sáng lên nói, báo vào kiếm các, dĩ nhiên ta cầu còn không được. Ngô Bình, tôi đồng ý là được. Trước tiên cô ở học viện quân sự đợi tôi có thời gian sẽ dẫn cô đến Thái Hoàng giáo một chuyến. Nói rồi Ngô Bình quay về phòng mình tu luyện, thoáng chốc đã đến ngày hôm sau. Ngô Bình dặn dò Thạch Tất Đạt vài câu rồi tiễn Thạch Lan về học viện quân sự, cô ta phải tiếp tục việc học. Học viện bớt đi hai người dường như cũng không còn sóng gió gì nữa. Tạm biệt các bạn học và Thạch Lan, cậu quay về Đại học Thần Kinh để gặp Lan Chỉ Ngư, tiện thể hỏi tiến độ chuyện dược liệu bị đánh cắp. Ở Đại học Thần Kinh, Ngô Bình đến thao trường khi trước luyện tập thì nhìn thấy mười mấy người đó vẫn còn đang thi khảo sát. Mấy ngày không gặp, có vẻ như họ đều bị dày vò, ai nấy đều rất bơ phờ. Lam Chỉ Ngư đang dạy bảo họ, khi nhìn thấy Ngô Bình thì chỉ gật nhẹ đầu. Mấy phút sau, cô ta cho mọi người được hoạt động tự do, Ngô Bình mới bước qua, cười, nói, chị Chỉ Ngư, cuộc thi khảo sát của họ vẫn chưa kết thúc sao? Lam Chỉ Ngư, sắp rồi. Được mấy người đậu, Ngô Bình hỏi. Lam Chỉ Ngư thở dài, với tình hình trước mắt thì chưa có ai đạt chuẩn. Ngô Bình lắc đầu, tiếc thật. Lam Chỉ Ngư, bình thường thôi, không có gì đáng tiếc cả. Phải rồi, sao cậu lại có thời gian đến đây? Ngô Bình, tôi đã tốt nghiệp rồi. Cậu vừa nói vừa lấy bằng tốt nghiệp ra cho cô ta xem. Lam Chỉ Ngư thấy Ngô Bình là cử nhân năm sao của Học viện Quân sự Đại Hạ thì hai mắt sáng lên, nói, lợi hại, cậu đã làm được thật rồi. Ngô Bình, chị Chỉ Ngư, đã tìm được dược liệu bị mất chưa? Lam Chỉ Ngư nói với vẻ buồn rầu, vẫn chưa có tung tích gì, chủ nợ đã đến tận nhà đòi nợ rồi, tóc bố tôi cũng đã bạc vì lo. Ngô Bình suy nghĩ rồi hỏi, mất hết tất cả sao? Lam Chỉ Ngư, chưa đến nỗi đó. Để an toàn, bố tôi đã cất số lượng nhỏ ở một chỗ khác nhưng cũng chưa có đầu mối bán ra liền được. Ngô Bình, đã điều tra phía nhà buôn dược liệu chưa? Lam Chỉ Ngư cười mếu, nhà buôn dược liệu đến từ tiên giới. Anh ta đã về lại tiên giới rồi, tôi vốn chẳng thể nào điều tra. Tiên giới nào? Ngô Bình hỏi. Lam Chỉ Ngư, chân hoàng tiên giới. Ngô Bình nói, nếu là chân hoàng tiên giới thì tôi có thể nhờ người nghe ngóng thử. Mắt Lam Chỉ Ngư sáng lên, cô ta hỏi, thật sao? Ngô Bình, nói cho tôi biết tên của nhà buôn dược liệu đó đi, cũng như tổ chức đứng sau anh ta, tôi cho người đi điều tra thử. Lam Chỉ Ngư nói, người đó tên Phạm Lý Tài. Là người của Thương hội Thiên Mã. Ngô Bình liền lấy ngọc phù truyền tin ra, tìm Tử Hy giúp cậu điều tra người có tên Phạm Lý Tài của Thương hội Thiên Mã. Sau đó cậu nói với Lam Chỉ Ngư, nhà chị mua nhiều dược liệu như vậy là để bán lại với giá cao sao? Lam Chỉ Ngư gật đầu, thật ra trước khi sự việc xảy ra đã có người đến tìm chúng tôi đặt mua một lô dược liệu rồi, vì nắm đơn hàng trong tay nên bố tôi và anh trai tôi mới dám mượn tiền nhập hàng. Nhưng sau khi mất lô hàng đó, đối phương lại lấy lý do số lượng dược liệu không đủ mà từ chối mua hàng. Những dược liệu đó đều rất đắt, không dễ gì tìm được người mua. Ngô Bình cười, nói, vừa hay tôi cũng cần một ít dược liệu, có thể cho tôi xem thử không? Lam Chỉ Ngư nghe vậy thì vô cùng bất ngờ, cậu muốn mua dược liệu sao? Ngô Bình gật đầu, hơn nữa chỉ cần dược liệu phù hợp thì tôi có thể mua thêm. Lam Chỉ Ngư vui mừng, nói, vậy cậu đợi tôi một lát. Lát tôi đưa cậu đến gặp bố tôi. Sau đó, cô ta dặn dò trợ lý vài câu, để cậu ta tiếp quản phần khảo sát tiếp theo rồi cùng Ngô Bình lên xe, quay về nhà họ Lam. Nhà họ Lam là nhà buôn dược liệu có tiếng ở Thần Kinh, không chỉ buôn dược liệu ở phàm giới mà còn kinh doanh dược liệu giới tu hành dùng. Người nắm quyền chủ chốt ở nhà họ Lam là bố Lam Chỉ Ngư, Lam Chính Đường. Lúc này, Lam Chính Đường đang tiếp một chủ nợ ở phòng khách. Chủ nợ là phó tông chủ của một tông môn, ông ta đang đập bàn và nói với giọng điệu rất cứng rắn. Lam Chính Đường có khuôn mặt chữ điền, chân mày rậm, diện mạo giống người luyện võ. Lúc này, ông ta nói với vẻ mặt u ám, anh Chu, lúc đầu khi mượn tiền, hai bên chúng ta đã nói rất rõ, thời gian mượn là 2 tháng. Bây giờ mới hết 1 tháng mà anh lại đến đòi tiền vốn, chuyện này coi sao được. Đối phương cười khẩy, nói, Lam Chính Đường. Người ngay không nói vòng vo. Bây giờ nhà họ Lam anh đã thua lỗ rất nhiều tiền,
nếu tôi đến trễ, e rằng sẽ bị người khác xiếc đồ trước hết, còn tôi đến một hào cũng không lấy được. Lam Chính Đường nói, tiền mà nhà họ Lam tôi nợ tuyệt đối không thiếu một đồng, xin anh Chu hãy yên tâm. Đối phương giận dữ nói, bớt nói mấy lời nhảm nhí đó đi, trả tiền ngay, nếu không thì đừng trách Thánh Đao Tông của tôi không khách sáo. Lam Chỉ Ngư vừa hay bước vào, giận dữ, nói chúng tôi sẽ trả tiền nợ ông, nhưng các ông vi phạm thỏa thuận trước, nhà họ Lam tôi chỉ có thể trả tiền vốn. Người đó liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lam Chỉ Ngư thì cười khẩy, nói con nhóc con này ở đâu ra thế? Dám nói chuyện kiểu đó với bản ông chủ. Lam Chính Đường vội đứng dậy, N, con lại về đây. Chỉ Ngư, sao? Lam Chỉ Ngư vội đáp bố, đây là Ngô công tử. Cậu ấy có thể mua số dược liệu còn lại của nhà họ Lam. Lam Chỉ Ngư vui mừng, vậy sao? Ông ta bước đến trước mặt Ngô Bình, chắp tay, Ngô công tử, chuyện này là thật sao? Ngô Bình gật đầu, có điều tôi phải xem dược liệu trước. Người đến đòi nợ nghe Ngô Bình muốn mua dược, liệu thì liền nói, vậy vừa hay, tiền bán được trả cho Thánh Đao Tông chúng tôi trước đi. Lam Chỉ Ngư, 5 triệu tiền tiên, không thiếu một đồng đâu. Mắt người đó sáng lên, còn tiền lãi nữa, cộng dồn là 5 triệu 500 tiền tiên. Lam Chỉ Ngư, 5 triệu, không có thêm nữa đâu. Tôi đã nói rồi, các ông đòi nợ trước hạn, điều đó là vi phạm thỏa thuận, nhà họ Lam tôi chỉ có thể trả ông tiền vốn. Đối phương giận dữ, nói, nếu không trả lãi thì không ai trong Thánh Đao Tông đồng ý đâu. Lam Chính Đường tối sầm mặt, nói, anh Chu, Thánh Đao Tông kinh doanh bằng việc cho vay nợ. Nếu không nói lý lẽ như vậy thì sau này còn ai dám mượn tiền của các anh? Hai bên cãi qua cãi lại cả buổi, cuối cùng Lam Chính Đường đồng ý trả cho đối phương 5 triệu 120 ngàn tiền tiên. Sau đó, ông ta đưa Ngô Bình ra một phòng khách rộng rãi ở nhà sau và lấy dược liệu cất kỹ ra. Ngô Bình nhìn thấy số dược liệu đó thì rất hài lòng, trong đó còn có rất nhiều dược liệu từ cấp 4 trở lên, có một số còn là cấp 7 đến cấp 8, thậm chí còn có cả 3 loại cấp 9. Cậu dựa theo nhu cầu của mình, chọn ra gần 7 phần, sau đó nói, Lam tiền bối ra giá đi. Lam Chính Đường vuốt râu rồi nói, hành động này của Ngô công tử có ơn với nhà họ Lam tôi tính theo giá gốc. Tổng giá trị của số dược liệu này là 6 triệu 540 ngàn tiền tiên, tôi bớt số lẻ, Ngô công tử đưa 6 triệu 500 ngàn được rồi. Ngô Bình cười, nói, vậy vãn bối không khách sáo. Nữa, cậu chỉ ngay 6 triệu 500 ngàn tiền tiên. Và thu gom số dược liệu mình đã chọn. Sau đó cậu cười he he, hỏi, Lam tiền bối, nếu nhà họ Lam trước giờ luôn buôn bán dược liệu, vậy chắc chắn là có của quý trong tay nhỉ? Mặt Lam Chính Đường biến sắc, đúng là ông ta có cất một số dược liệu quý, nhưng nếu không phải là trường hợp cấp bách thì nhất định ông ta sẽ không dùng đến số dược liệu đó. Ông ta liền nói, có một ít nhưng vẫn chưa tới lúc bán. Nhưng những lời tiếp theo đó của Ngô Bình lại khiến ông ta giật mình. Không nhất thiết phải bán, nếu như dược liệu phù hợp, tôi có thể giúp nhà họ Lam luyện 2 lò đan dược. Giá trị của đan dược ít nhất cũng gấp 10 lần dược. Liệu, vậy thì biết đâu có thể giúp nhà họ Lam giải quyết được vấn đề nợ nần. Lam Chính Đường rất bất ngờ, nói công tử là thầy luyện đan sao. Ngô Bình gật đầu, biết sơ sơ. Lam Chính Đường vui mừng, nói, được, tôi đem dược liệu đến ngay. Khoảng gần 100 cây dược liệu nhanh chóng được đưa đến trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình liếc sơ qua, trong đầu lập tức xuất hiện 2 công thức luyện đan. 2 loại đan dược đó gồm hóa anh đan và tham bí đan. Hóa anh đan là đan dược cấp 7 còn tham bí đan là đan dược cấp 6. Trong đó đan dược cấp 6 tham bí đan có thể giúp tu sĩ đạt đến cảnh giới bí thiên, còn hóa anh đan có thể giúp tăng tỷ lệ thành công từ bí thai chuyển hóa thành bí anh. Cậu suy nghĩ một lát rồi nói, những đan dược này kết hợp với một số đan dược của tôi sẽ có thể luyện chế được 3 lò tham bí đan và 2 lò hóa anh đan. Lam Chính Đường vừa mừng vừa sợ, vội hỏi, cậu Ngô, tham bí đan và hóa anh đan kia là đan được cấp mấy? Ngô Bình, nếu là tôi luyện thì ít nhất có thể đạt tới cấp 6 và cấp 7 thượng phẩm. Lam Chỉ Ngư hết sức bội phục nói, không ngờ lại là đan dược cấp 7, Ngô Bình, tôi đúng là đã xem nhẹ cậu. Ngô Bình, tìm một chỗ yên lặng đi, tôi muốn luyện đan. Lam Chính Đường lập tức nhường sân luyện công của mình ra cho Ngô Bình luyện đan. Sau đó, tất cả mọi người đều đi ra ngoài chỉ còn mỗi Lam Chỉ Ngư ở lại giúp đỡ. Ngô Bình đang đun nóng lò thì Lam Chỉ Ngư hỏi, sắp tới có tính toán gì chưa?
Ngô Bình đáp, tôi đang nghĩ có nên gia nhập vào Học viện Hoàng gia không? Bây giờ cậu đã là trưởng lão kiếm các, thực ra không cần phải gia nhập vào Học viện Hoàng gia nữa, dù sao thứ bọn họ có thể cung cấp cũng có hạn, từ tài nguyên đến địa thì cả hai đều không phải cùng một cấp. Bậc, Lam Chỉ Ngư lại nói, cậu nhất định phải gia nhập. Ngô Bình hỏi, hử, tại sao? Lam Chỉ Ngư, có một số tài nguyên chỉ có thế tục mới cung cấp được. Chẳng hạn như học sinh xuất sắc của Học viện Hoàng gia thì sẽ có cơ hội tiến vào cấm địa thượng cổ rèn luyện. Mà trong số những người tiến vào đó có không ít là các đệ tử tinh anh của các giáo phái lớn, thậm chí là đệ tử trung tâm. Ngô Bình ngạc nhiên, đệ tử trung tâm và cả đệ tử tinh anh luôn sao? Lam Chỉ Ngư, có điều, bình thường thì những người đó sẽ không xuất hiện trong học viện. Chỉ khi cấm địa thượng cổ mở ra, họ mới xuất hiện thôi. Ngô Bình không khỏi ngừng động tác trong tay hỏi, chỉ ngư, cấm địa thượng cổ là nơi nào? Lam Chỉ Ngư, nghe nói ban đầu loài người cực kỳ nhỏ bé yếu ớt, thường xuyên là con mồi của yêu ma và dã thú. Nhưng bỗng dưng có một ngày, có 7 bóng sinh linh trí cao xuất hiện trên không, đất trời biến sắc, trên đời lập tức xuất hiện rất nhiều cấm địa. Sinh linh bên trong cấm địa rất dễ xảy ra biến dị, do đó trở nên mạnh mẽ. Loài người là dựa vào việc không ngừng tiến hóa bên trong cấm địa mới trở nên mạnh mẽ và thành lập lên đủ loại môn phái tu hành, cuối cùng trở thành kẻ đứng đầu muôn loài. Sau đó, những cấm địa khủng bố ấy dần biến mất, chỉ còn lại 3 cái vẫn trường tồn với thế gian. Vì thế, những đại năng chí tôn của loài người đã dùng pháp lực vô thượng phong ấn 3 chỗ đó lại, hình thành cấm địa thượng cổ như giờ. Trong lòng Ngô Bình chấn động không thôi, một nơi phi phàm như vậy thế mà lại ở bên trong thế tục. Tại sao một nơi như vậy mà các thế lực ở tiên giới không nắm trong tay, cậu đưa ra nghi vấn trong lòng. Nghe nói bên trong cấm địa có ý chí của đại năng loài người, không cho phép bất cứ thế lực nào chiếm làm của riêng. Muốn tiến vào cấm địa thượng cổ thì chỉ có thể dựa vào 3 cái truyền tống trận trong thế tục. Truyền tống trận mà Học viện Hoàng gia đang nắm giữ chính là một trong số đó, Lam Chỉ Ngư giải thích. Bấy giờ Ngô Bình đã làm nóng lò xong, bắt đầu luyện chế tham bí đan. Luyện chế đan dược cấp 6 cũng không khó lắm, mẻ đầu tiên đã luyện được 5 viên, mà còn đều là thượng phẩm. Hiệu quả của mẻ thứ 2 còn tốt hơn, luyện được 5 viên và đều là cực phẩm. Lam Chỉ Ngư nhìn những viên đan dược lấp lánh ánh sáng mùi thơm phát mũi mà dại ra. Ngô Bình, mẻ đan dược thứ 2 là cấp mấy thế, nó có vẻ còn tốt hơn mẻ thứ nhất rất nhiều. Trong lúc Ngô Bình luyện đan, cô ta vẫn không dám mở miệng sợ làm phiền cậu, giờ cuối cùng cũng không nhịn được bèn hỏi. Cực phẩm, Ngô Bình đáp bèn lần lượt cất 10 viên đan dược vào 2 cái chai khác nhau rồi đưa cho Lam Chỉ Ngư, số dược liệu còn lại có thể luyện thêm một mẻ nữa, coi như tiền công của tôi đi. Nghe thấy đan dược đó là cực phẩm, Lam Chỉ Ngư vừa mừng vừa sợ, vội nói, không ngờ lại là cực phẩm. Một mẻ dược liệu hoàn toàn không đủ coi như tiền công. Lần này cứ thế đi đã, giờ nhà họ Lam đang cần tiền trả nợ nên cậu cũng không tiện lấy nhiều. Lam Chỉ Ngư hết sức biết ơn, cắn môi nói, thật sự không biết nên cảm ơn cậu thế nào luôn. Ở trên thị trường, một viên đan dược cực phẩm cấp 6 cũng phải trị giá mấy triệu tiền tiên, 5 viên ít nhất cũng phải 200 tỷ tiền tiên. Dù là thượng phẩm tham bí đan cũng phải vài trăm ngàn tiền tiên một viên. Ngô Bình bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị luyện chế loại đan dược thứ 2. Thuận tay giúp một chuyện nhỏ thôi, chị cũng không cần để ý như vậy, cậu nói xong bèn luyện đan tiếp. Lần này Ngô Bình luyện hóa anh đan, một loại đan dược cấp 7. Mẻ thứ nhất chính là thượng phẩm, luyện được 4 viên. Bởi vì chỉ có 2 lò dược liệu nên Ngô Bình chỉ luyện một lò, để lại cho mình một lò. Nhưng Lam Chỉ Ngư đã vô cùng vừa lòng, hóa anh đan thượng phẩm cực kỳ quý giá, một viên ít nhất cũng phải mấy triệu tiền tiên, kia chính là mấy triệu đó. Hơn nữa, cộng tất cả lại cũng phải có 350 tỷ. Số tiền này chẳng những có thể trả nợ, còn thể bù vào chỗ thiếu. Ngô Bình luyện đan xong, Lam Chỉ Ngư luôn miệng cảm ơn, sai người chuẩn bị rượu và đồ ăn muốn giữ cậu lại ăn cơm. Ngô Bình lại rời đi vì trong lúc luyện đan đã nhận được tin nhắn do Hàn Băng Nghiên gửi đến, báo ngày mai sẽ tham gia thi, chiều sẽ đến thần kinh. Quỹ từ thiện của Ngô Bình có 3 cái đề cử thi có thể thoải mái thi vào Đại học Thần Kinh, Ngô Bình đưa một cái cho Hàn Băng Nghiên. Sau khi tạm biệt 2 bố con nhà họ Lam, Ngô Bình lập tức thi triển độn thuật trở về Trung Châu. Vừa gặp Hàn Băng Nghiên, cậu đã thi triển độn thuật đưa cô đến thần kinh, trọ ở trong một khách sạn.
Trên đường Hàn Băng Nghiên chẳng thể nhìn thấy gì hết, vừa mở mắt ra đã đến khách sạn, cô cười hì hì nói, sau này đi du lịch sẽ tiện hơn nhiều rồi, khỏi cần đi xe hay máy bay luôn. Mấy ngày này, Hàn Băng Nghiên đều vùi đầu vào đống sách vì cuộc thi lần này, Ngô Bình không khỏi hơi đau lòng. Băng Nghiên, ngày mai thi xong, chúng ta ra ngoài đi du lịch mấy ngày đi. Hàn Băng Nghiên hết sức vui vẻ, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, vậy đi Hải Mạc Ca đi, hôm qua em thấy một bạn học đăng rất nhiều ảnh du lịch biển, bãi biển bên kia đẹp hết chỗ chê luôn. Hải Mạc Ca là một quốc gia ở bờ bên kia đại dương, nền kinh tế của nó đã không tăng trưởng mấy chục năm nay, là nơi sản xuất và buôn bán cocaine, ma túy lớn nhất thế giới. Thế nên, Hải Mạc Ca có rất nhiều chùm ma túy, bọn họ dùng tiền buôn ma túy mua vũ khí, trang bị còn tiên tiến hơn cả quân đội. Đương nhiên, những ông trùm ma úy ấy có thể mạnh như vậy cũng không thể không kể đến những thế lực tu hành đứng sau lưng họ. Tuy Ngô Bình cảm thấy Hải Mạc Ca không mấy an toàn, nhưng có mình ở đây thì cũng chẳng đáng là gì nên đã đồng ý. Ngày mai sẽ thi, Hàn Băng Nghiên rõ ràng có chút lo lắng. Tuy đã ôn lại, nhưng kia dù sao cũng là đại học thần kinh, cô lo mình không đủ điểm đậu. Ngô Bình nói ngày mai mình sẽ đi theo, bảo cô đừng lo lắng. Đêm khuya, Hàn Băng Nghiên vừa mới ngủ chưa được bao lâu, Ngô Bình đã nhận được tin từ Đông Vương bảo cậu đến Đông Vương Phủ một chuyến. Ngô Bình cau mày, chức vị của mình trong Đông Vương Phủ cũng không xem như quan trọng, tại sao nửa đêm lại gọi mình đến. Cậu lập tức lên đường, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước cửa Đông Vương Phủ. Bấy giờ, Ngô Bình phát hiện nơi này đã bị hơn trăm cao thủ bao vây, mà cảnh vệ của Vương Phủ đều trông giữ ở cửa giằng co với đám cao thủ kia. Ngô Bình định đi vào thì bị Tân Cự Phong lao ra từ trong góc ngăn lại, nặng nề nói, sư huynh, một khi anh đi vào sẽ bị coi như kẻ phản quốc xử lý. Ngô Bình cau mày hỏi cậu ta, bên ngoài là ai thế? Tần Cự Phong thở dài một tiếng, liếc đám người một cái, trong mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Thần Long vệ tinh nhuệ, cậu ta run giọng đáp. Ngô Bình giật mình, sực nhớ đến Liễu Kim Long có một sư đệ là đô đốc cấm quân, thủ lĩnh của 30.000 thần Long vệ, sao anh ta lại ở đây? Chẳng phải thần Long vệ là cận vệ của Hoàng đế sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Cậu rất thắc mắc. Dù Đông Vương có gặp chuyện thì cũng không đến lượt thần Long vệ bao vây chỗ này, chức trách của thần Long vệ là bảo vệ Hoàng đế, và chỉ nghe mệnh lệnh của Hoàng đế. Tân Cự Phong nhìn về phía Hoàng cung rồi nói, Hoàng đế qua đời rồi. Ngô Bình rất bất ngờ, Hoàng đế chỉ còn 3 năm nữa là thoái vị, sao lại qua đời? Tân Cự Phong, tình hình trong cung được bảo mật tuyệt đối, nhưng binh mã các nơi đều có dấu hiệu dục dịch. Tôi nghi ngờ có phần tử làm loạn trong cung. Nếu không thì sao Hoàng đế lại qua đời được? Chuyện này có liên quan gì đến Đông Vương? Ngô Bình nhìn Tân Cự Phong, anh nói thật cho tôi biết đi. Tân Cự Phong buồn bã. 3 tiếng trước, Đông Vương nhận được mật chỉ của Hoàng đế, bảo ông ấy dẫn binh vào cung ứng cứu. Trước giờ Đông Vương luôn trung thành với vua nên lập tức chuẩn bị, nhưng vừa mới tập hợp lực lượng thì thần Long vệ đã bao vây phủ Đông Vương rồi. Ngô Bình nghe xong thì trầm ngâm một lúc, sau đó thoáng một cái đã biến mất. Đến cả Tân Cự Phong cũng không biết cậu đi đâu, chỉ đành dẫm chân, nhìn về phía Vương Phủ. Trong Vương Phủ, Đông Vương đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt căng thẳng, ông ta đang ra một quyết định hết sức quan trọng, quyết định đó liên quan đến sống chết của cả tộc. Bỗng dưng Ngô Bình xuất hiện ở bên cạnh Đông Vương. Mắt Đông Vương sáng lên, Ngô Bình, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Tân Cự Phong chỉ biết được một ít tình hình, phán đoán của anh ta cũng chưa chắc đúng. Vì vậy Ngô Bình phải đến gặp trực tiếp Đông Vương. Dù sao đi nữa, Đông Vương luôn quan tâm đến cậu, dù chuyện hôm nay vì lý do gì thì cậu cũng phải đứng về phía Đông Vương. Vương gia, rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì? Ông có biết không? Đông Vương gật nhẹ đầu, phất tay bảo những người khác lui xuống trước. Thái tử bị Lục Hoàng tử ép đến đường cùng nên đã làm liều, hạ độc giết chết Hoàng đế. Hiện giờ các Hoàng tử và Hoàng thân quốc thích đang tập trung trong cung. Tranh giành hoàng vị. Nhưng người có cơ hội lớn nhất là Thái tử và Lục Hoàng tử. Ngô Bình, Hoàng đế chết thật rồi sao? Đông Vương, tôi có kênh thông tin của mình, đúng là Hoàng đế đã chết, xác đen như mực. Ngô Bình, ý của Vương gia là... Đông Vương im lặng hồi lâu, nắm chặt lấy tay vịn của ghế, vuốt tới vuốt lui mấy lượt rồi giật chân mày. Ăn cơm vua phải làm việc cho vua, tôi đã nhận được mật chỉ thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Trong mật chỉ của Hoàng đế có viết rõ,
nếu không kịp cứu giá thì truyền hoàng vị lại cho thập hoàng tử. Ngô Bình rất bất ngờ, sao lại thêm một thất hoàng tử nữa? Thất hoàng tử là người khiêm tốn nhất trong các hoàng tử, hơn nữa chỉ mới 17 tuổi và cũng không có ai nâng đỡ. Lúc tôi xem mật chỉ cũng rất bất ngờ. Đông Vương nói với vẻ thắc mắc, nếu bệ hạ thật sự muốn lập thập hoàng tử, vậy tại sao không nâng đỡ từ sớm? Có khi nào mật chỉ là giả không? Ngô Bình nêu ra giả định. Đông Vương lắc đầu, giọng điệu rất chắc chắn. Không giả được đâu, ý chỉ của hoàng đế dùng pháp khí, bên trên không chỉ có âm thanh và hình vẽ mà còn có con dấu của hoàng đế đóng bên trên. Kim ấn đó cũng là pháp khí, nếu không phải hoàng đế thì không thể nào đóng dấu lên được. Ngô Bình chau mày, cậu hiểu ý Đông Vương, cậu phải dẫn binh vào cung, hỗ trợ thất hoàng tử không có bệ đỡ nào, mặc dù biết khó thành công nhưng vẫn làm. Thập hoàng tử đang ở trong cung sao? Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên hỏi. Đông Vương, tất cả hoàng tử đều được thái tử triệu vào cung, thập hoàng tử cũng nằm trong số đó. Nhất định phải đi sao? Cậu hỏi. Trong lòng cậu không muốn dính líu đến chuyện này, dù sao thì người ta tranh giành hoàng vị cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Đông Vương thở dài, nói, nhớ năm xưa, tôi xuất thân thấp kém, ăn không đủ no, thêm phần mẹ bị bệnh nặng, tôi chỉ đành ra đường xin ăn. Vừa hay hoàng đế bệ hạ đi ngang qua, cho thái y chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi, còn cho tôi một số tiền, cho người sắp xếp ổn thỏa cho người nhà tôi. Nếu không nhờ bệ hạ giúp đỡ thì chắc cả nhà tôi đã chết đói bên đường rồi. Vì vậy sau đó tôi đã đi tòng quân, không ngừng lập công, cuối cùng được phong làm Đông Vương. Cuộc đời này của tôi được bệ hạ ban cho, hành động lần này không thành công cũng thành nhân. Ngô Bình xót xa, cậu suy nghĩ rồi hỏi, vương gia. Trong cung có biến liệu có cao thủ nhúng tay vào? Không. Đông Vương gật đầu. Đương nhiên rồi, dù gì thì trong triều cũng có không ít quan viên, thị vệ đều có tu vi. Có điều, tu vi của họ phần lớn đều dưới cảnh giới thần thông. Vì nếu là cao, thủ thần thông thì sao lại cam tâm bán mạng cho triều đình được đúng không? Ngô Bình thở dài, cảm thấy rất bất lực. Vốn dĩ cậu có thể không quan tâm đến chuyện này nhưng nếu cậu không lo thì lần này Đông Vương chỉ có đi nộp mạng. Thôi được, tôi đi với vương gia một chuyến, cậu bình thản đáp. Đông Vương chắp tay nói với Ngô Bình, cảm ơn. Một lúc sau, Đông Vương dẫn theo các cao thủ xuất hiện ở cổng, thần long vệ đang chặn cửa lập tức rút binh khí, người cầm đầu cao hơn 1m95, sát khí đằng đáng, lạnh lùng nói kẻ nào ra khỏi phủ, giết không tha. Ngô Bình tiến về trước một bước, hỏi anh có thân phận gì? Đối phương đáp, âm báo, thống lĩnh doanh thứ 3, thần long vệ. Đô đốc của các anh không đến sao? Ngô Bình hỏi, cậu rất muốn gặp vị sư đệ đó của Liễu Kim Long. Âm báo hừng một tiếng lạnh lùng, chỉ bao vây phủ Đông Vương thôi, còn cần đô đốc đích thân ra mặt sao? Ngô Bình, khẩu khí của anh không nhỏ đâu. Cậu chưa dứt lời thì đã tiến về trước một bước, mấy chục cái bóng bay sát mặt đất. Tiếp ngay đó, đám thị vệ đó, bao gồm cả âm báo, đều ngã nhào xuống đất. Những người còn lại thấy thủ lĩnh cũng ngã xuống. Sợ quá không dám manh động. Ngô Bình cũng chẳng buồn quan tâm đến họ, nói, đi thôi. Sau đó cả nhóm người hùng hổ tiến vào cung. Muốn vào hoàng cung thì không dùng được độn thuật mà phải quang minh chính đại đi vào cổng chính, vì Đông Vương phải nhập chức đại thần cố vấn, phụ trợ cho thập hoàng tử. Chuyến đi này Đông Vương cũng dắt theo một nhóm cao thủ, ngoài ra mấy vạn đại quân dưới trướng của ông A cũng đúng giờ xuất hiện ngoài cung. Chỉ cần ông ta ra lệnh thì mấy vạn đại quân sẽ đánh vào ngay. Họ đến trước cổng hoàng cung nhưng kỳ lạ thay, ở đây chẳng có thị vệ nào, chỉ có một ông lão tầm 6-70 tuổi, tóc bạc phơ, gầy tong teo đến mức da bọc xương. Ông ta ngồi đó, tay cầm một ống điều, hít hà liên tục. Ông già gầy yếu nhìn thấy nhóm người của Đông Vương xuất hiện thì mỉm cười, để lộ hàm răng vàng, nói, Đông Vương đại nhân, hôm nay cửa đóng, mời các vị về lại đi. Đông Vương nhìn thấy ông già đó thì nói với vẻ mặt rất khó chịu, Hồ Công Công, chẳng phải ông đã nghỉ hưu rồi sao? Nếu đã nghỉ hưu rồi thì sao không lo ở nhà dưỡng lão mà lại vấy vào vũng nước đục này làm gì? Vị Hồ Công Công đó mỉm cười, để lộ cả hàm răng ố vàng. Ông ta gõ nhẹ ống điếu xuống mặt đất hai cái, ánh mắt thì nhìn sang Ngô Bình. Đúng thế, vốn dĩ tôi đã về nhà dưỡng lão rồi, nhưng thái tử điều kiện thái tử đưa ra quá tốt. Nhà tôi chỉ có thể về lại giữ cổng hoàng cung thôi. Ngô Bình có thể cảm nhận được tu vi của vị Hồ Công Công đó không cao, nhưng thể chất lại khác với người bình thường,
cứ như một pháp khí. Đông Vương hạ giọng nói, Hồ Công Công, tôi có mật chỉ của Hoàng đế, nhất định phải vào cung, mong ông tạo điều kiện. Hồ Công Công lắc đầu, liếc nhìn sang Ngô Bình, trong mắt hơi co lại. Tôi có thể cảm nhận được thể chất của tên nhóc bên cạnh ông rất tốt, cả người đều phát ra kim quang. Hồ Công Công bỗng nhiên nói. Ngô Bình đi thẳng về phía Hồ Công Công, đứng trước mặt ông ta rồi đưa tay ra, bình thản nói, tôi cũng nhìn ra được thể chất của ông rất tốt, là cao thủ luyện thể. Hồ Công Công cũng đưa tay ra, hai người bắt tay nhau, mặt đất bỗng dưng rung chuyển mạnh, cây cối trong phạm vi mấy mét đều rụng lá. Mặt Hồ Công Công tái xanh, ông ta thở dài, người trẻ tuổi không tồi. Sau đó ông ta từ từ buông tay ra. Ngô Bình mỉm cười, quay lại gật đầu với Đông Vương, ra dấu có thể vào cung rồi. Đông Vương vui mừng, dẫn mọi người qua cổng Hoàng Cung. Đường vào Hoàng Cung rộng 10 mét, hai bên là tường cao mấy chục mét, dẫn về phía xa. Tần Cự Phong đi sau lưng Ngô Bình, anh ta vẫn chưa hiểu rõ cuộc đối kháng giữa Ngô Bình và Hồ Công Công lúc nãy. Sư huynh, Hồ Công Công nhận thua rồi sao? Trong cơ thể của ông ta có một luồng sức mạnh bá đạo, đấy là thứ mà ông ta ở lại. Vì vậy tôi đã dùng sức mạnh gấp 10 lần của ông ta để khống chế nó. Ông ta tự biết không phải đối thủ nên chỉ đành để chúng ta đi. Tần Cự Phong giơ ngón cái, vẻ mặt đầy khâm phục, anh ta biết sự lợi hại của Hồ Công Công đó, nghe nói lúc còn trẻ ông ta đã được một môn phái của tiên giới đưa đi làm thí nghiệm, luyện như một pháp khí, cuối cùng cơ thể được rèn luyện đến trạng thái cực kỳ mạnh mẽ. Lúc trẻ ông ta từng đánh chết cao thủ bí cảnh chỉ với một quyền. Một người mạnh như thế mà khi gặp Ngô Bình thì đến dũng khí đánh nhau cũng không còn. Họ đi được một đoạn thì có một người từ trong con hẻm bên trái bước qua, người đó mặc áo màu tím, vác một thanh kiếm dài, búi tóc cài một thanh kiếm gỗ ba tấc, mặt chữ điền, mũi rồng, lúc chớp mắt còn có ánh sáng phát ra. Vô Lượng Thiên Tôn! Đạo sĩ lớn tiếng hét lên, chặn trước mặt nhóm người của Ngô Bình. Đường này là đường cụt, ông ta nói với vẻ bình thản. Ngô Bình quan sát đạo sĩ, nhận ra tu vi của ông ta đã đạt đến bí cảnh tầng 3. Thế là cậu không nói gì, chỉ giải phóng pháp lực trên cơ thể. Âm, hư không rúng động, không gian méo mó. Ngô Bình như biến thành một mặt trời nhỏ, ánh sáng vạn trượng chói lóa khiến mọi người không mở mắt ra nổi. Pháp lực mạnh mẽ đó của cậu, khí tức vô địch đó, khiến đạo nhân áo tím hoảng loạn, thở gấp mất kiểm soát, vẻ mặt khiếp sợ. Tiếp ngay đó, Ngô Bình thu pháp lực lại, cậu gần như đã lĩnh hội được tất cả bí lực quan trọng và đã tu luyện được rất nhiều bí pháp. Cứ luyện thêm được một bí pháp thì pháp lực của cậu lại mạnh thêm một phần. Bây giờ thực lực của cậu đủ để đối phó với cao thủ cảnh giới thần thông. Đạo nhân áo tím hít một hơi thật sâu, ông ta nói với Ngô Bình, xin hỏi đạo hữu học nghệ ở đâu? Ngô Bình, Thái Hoàng giáo, trưởng lão kiếm các. Thái Hoàng giáo tiếng tăm vang dội, đạo nhân nghe xong thì mặt liền biến sắc. Lập tức tránh qua một bên, cung kính nói, mời thượng tiên. Nhóm người tiếp tục đi về trước và nhanh chóng đến cánh cửa thứ hai. Qua cánh cửa này sẽ chính thức vào đại nội hoàng cung. Nhưng trước cửa lại có mười mấy xác chết đang nằm, họ bị người ta cố tình xếp thành hàng, sát chân tường. Trước cửa còn đặt hai cái ghế dựa, hai tu sĩ trẻ đang ngồi ở đó, nói chuyện cười đùa như thể không có ai bên cạnh. Một trong số đó mặc áo giáp màu vàng xanh. Cắm cây mâu dài 3 mét trên mặt đất, anh ta liếc nhìn nhóm người Ngô Bình đang từ từ tiến lại gần, chau mày rồi bình thản nói, lại có người đến nộp mạng nữa rồi. Người còn lại mặc áo màu vàng sáng, ôm thanh kiếm dài trong lòng, uể oải nói, vô vị, một đám tép siêu. Nếu không phải vì cơ hội vào cấm địa thượng cổ thì tôi cũng chẳng buồn ra tay. Tu sĩ áo giáp vàng xanh cười, nói cấm địa thượng cổ không thể xem thường. Thường thì chỉ có thế lực lớn mới có thể có được cơ hội đó. Vé vào cấm địa thượng cổ trên thị trường ít nhất cũng phải 1 tỷ tiền tiên. Tu sĩ áo dài đứng dậy, lạnh lùng nói với nhóm người của Ngô Bình, còn tiến về trước thêm một bước nữa thì sẽ chết. Người đó vừa bước ra thì một luồng sát khí liền ập đến, nhóm người Đông Vương đều giật mình, đứng hết lại. Chỉ có Ngô Bình là không bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục. Đi về trước, cậu không chỉ đi thêm một bước mà còn tiến sát đến trước mặt tu sĩ áo dài. Tu sĩ áo dài lạnh lùng. Tay phải cầm chặt cán kiếm, nếu như cậu đã nóng lòng muốn đi đầu thai thì tôi sẽ tiễn cậu một đoạn. Vù! Kiếm quang vụt quang, 9 luồng kiếm quang từ các hướng phóng đến, mỗi luồng kiếm quang đều có sức sát thương rất lớn, không khí ở những nơi mà nó đi qua đều bị điện ly, tạo ra 9 tia lửa điện.
Ngô Bình cũng hành động, kiếm thất tỉnh Long Uyên trong tay cậu lướt qua không trung, sao trên trời rung chuyển, chín luồng kiếm quang của đối phương đều vụt tắt hết. Tu sĩ áo dài hoảng hốt, nhìn Ngô Bình chằm chằm, hỏi các hạ là ai? Trưởng lão của Thái Hoàng giáo, Ngô Bình. Tu sĩ áo dài nói với vẻ mặt khác thường, Thái Hoàng giáo cũng lo chuyện dưới trần thế sao? Chẳng phải hai vị cũng ở đây đấy sao? Ngô Bình bình thản đáp. Tu sĩ áo dài hít một hơi thật sâu, cất kiếm vào vỏ lại. Tu sĩ mặc áo giáp nhìn Ngô Bình chằm chằm, từ từ đứng dậy, nói, không ngờ có thể gặp trưởng lão của đại giáo ở chỗ thế này, vinh hạnh. Xin hai vị hãy nhường đường, Ngô Bình nói. Hai người đó nhìn nhau, lập tức kéo ghế ra cho nhóm người Ngô Bình đi qua. Chưa nói đến thực lực dũng mãnh của Ngô Bình, chỉ với cái tên Thái Hoàng giáo thôi cũng đủ khiến họ không dám động vào rồi. Nhóm người Đông Vương qua cửa thứ hai thì không còn ai chặn đường nữa, họ đi thẳng đến triều đường của nước Đại Hạ. Xung quanh triều đường có 7 đội binh mã đang xếp hàng, nhưng đều rất cẩn trọng, án binh bất động. Thậm chí khi Đông Vương dắt theo người tiến vào, họ vẫn không ngăn cản, mặc cho họ đi vào. Lúc này trên triều, các hoàng tử, văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích, gần như đều có mặt đông đủ. Dường như tất cả mọi người đang đứng thành hai đội. Một đội đứng về phía lục hoàng tử, đội kia đứng về phía thái tử. Ngô Bình vừa lại gần triều đường thì đã nghe thấy tiếng cãi nhau ỏm tỏi của các quan trong triều. Cậu đang định vào thì đột nhiên cảm thấy có một luồng uy áp giáng xuống, khiến cậu thấy khó chịu khắp người. Cậu giật mình, lập tức dừng bước, nói với Đông Vương, Vương gia, tôi là người của Thái Hoàng giáo, theo quy tắc không được can thiệp vào chuyện triều chính, những chuyện tiếp theo sao chỉ có thể dựa vào bản thân ông thôi. Đông Vương gật đầu, nói cậu có thể đưa tôi đến đây là tôi đã mãn nguyện rồi, những chuyện còn lại để tôi lo. Ngô Bình, bảo trọng. Đông Vương bước vào triều, ông ta vừa xuất hiện thì nhóm người đó liền đổ dồn ánh mắt về phía ông ta. Ngô Bình đứng bên ngoài cung, cũng không quan tâm tình hình bên trong cho lắm. Với cậu, ai làm hoàng đế mà chẳng giống nhau. Lúc này, một ông lão tóc trắng không biết đi đến từ đâu mà đứng cạnh Ngô Bình cười đánh giá cậu. Ngô Bình cũng đánh giá ông lão, cảm thấy tu vi của người này sâu không lường được, mình thế mà không thể nhìn thấu, vì vậy bèn hỏi ông có chuyện gì hả? Ông lão tóc trắng cười hỏi, cậu có biết tại sao mình không thể vào cung được không? Ngô Bình lắc đầu, không biết, có điều tôi từng nghe người ta nói thế lực của tiên giới không thể nhúng ai vào triều chính. Ông lão gật đầu, đúng là có chuyện như vậy, nhưng cũng không được đầy đủ là thế. Đại Hạ có một luồng ý chí của đại năng canh giữ giám sát thế cục thế gian, đặc biệt là triều đình. Ban nãy, nếu cậu dám xông vào điện thì người nọ sẽ giết chết cậu. Trong lòng Ngô Bình chợt có suy đoán hỏi, tiền bối, vị đại năng kia là ai? Ông lão, không cố định, cứ 30 năm lại đổi một người. Ngô Bình như nghĩ đến gì đó cười hỏi, chắc tiền bối cũng đến từ tiên giới đúng không? Ông lão thở dài, không ngờ lại ngồi xuống bậc thang. Trông có vẻ hơi thẫn thờ nói, lâu rồi không quay về tiên giới. Ngô Bình cũng không hỏi kỹ, lấy một nắm hạt dưa ra. Vừa cắn vừa lăng nghe động tĩnh trong cung. Ông lão, khỏi cần nghe, người thắng hôm nay chắc chắn sẽ là thập hoàng tử, thái tử và lục hoàng tử đều tốn công vô ích thôi. Ngô Bình cảm thấy khó hiểu hỏi, người ủng hộ của thái tử và lục hoàng tử rất đông, mà thập hoàng tử lại chẳng có căn cơ, anh ta dựa vào cái gì có thể lên làm vua. Ông lão cong môi cười ngó hạt dưa trong tay Ngô Bình một cái. Số hạt dưa ấy được Ngô Bình dùng thuốc chế biến nên cực kỳ thơm, còn tốt cho cơ thể, bên ngoài chẳng thể mua được. Cậu vội năm hai vốc cho ông lão, ông ta vừa căn hạt dưa vừa giải thích. Tuy thập hoàng tử không có căn cơ, nhưng mẹ cậu ta lại có lai lịch ghê gớm, thân phận thật là công chúa của một hoàng triều ở tiên giới. Ông lão nói đến đây thì cười, người ta đã lên kế hoạch từ mấy chục năm trước rồi. Khi ấy thái tử và lục hoàng tử còn chưa sinh ra nữa. Ngô Bình chớp chớp mắt hỏi, dựa vào thân phận ấy, thái tử và lục hoàng có chịu chấp nhận số phận? Ông lão nói, không chịu ư, thủ đoạn và tài nguyên của một hoàng triều há có thể là một nước hạ nho nhỏ có thể sánh bằng. Nếu cậu không tin thì cứ chờ xem. Ngô Bình cười, vậy thì chờ. Hai người cắn hơn tiếng hạt dưa, trong triều bỗng trở nên yên tĩnh. Qua khoảng mười mấy phút, lại nghe thấy Đông Vương lớn tiếng nói, hoàng thượng tuyên chỉ, kế tiếp là các quan lại và hoàng tộc quỳ xuống tiếp chỉ. Ông lão huých Ngô Bình, sao, thế cục bên trong xong xuôi rồi đó.
Ngô Bình cau mũi, chẳng phải nói là bên trên không được nhúng tay vào ư? Họ làm cách nào thế? Ông lão cười ha ha, liếc nhìn Ngô Bình đầy ẩn ý. Nếu cậu là một quan viên bình thường, có người nói muốn tặng cho cậu một số tiền cách xù, lại cho cậu một viên đan dược đủ để cậu sống lâu tuổi thì cậu muốn không? Ngô Bình chẳng chút do dự gật đầu. Đương nhiên muốn, làm quan còn không phải vì phát tài à, vừa có thể phát tài vừa có thể sống lâu thì đúng là đẹp cả đôi đường. Ông lão gật đầu, thế nên, từ hoàng thân quốc thích đến văn võ bá quan, ngoài số ít người ở ngoài thì đều đã ủng hộ thập hoàng tử. Dù thái tử hay lục hoàng tử lên ngôi thì cũng chẳng cho họ được chỗ tốt lớn như vậy. Ngô Bình cảm khái, đúng thế, ở trước mặt các thế lực tu hành thì hoàng triều thế tục quả thật chẳng đáng là gì. Hai người trò chuyện vài câu thì bỗng nghe thấy phía triều đến tiếng hô vạn tuế, Ngô Bình đứng dậy nhìn thoáng qua, phát hiện ngồi trên ngôi vua là một thiếu niên, quả thật là thập hoàng tử. Ngay sau đó, thập hoàng tử lập tức ra lệnh phong Đông Vương là nhiếp chính vương, giúp đỡ công việc triều chính cho hoàng đế. Ngô Bình nghe đến đó đã biết không cần ở lại nữa, đứng dậy nói với ông lão tiền bối, tôi đi trước nhé. Ông lão lại giơ tay giữ lấy cậu, trên người cậu còn hạt dưa không? Ngô Bình cười lấy 5kg hạt dưa từ trong không gian chữ vật ra đưa cho ông lão. Tiền bối, vẫn chưa biết tên của người. Ông lão cười đáp, tôi chỉ là một người rảnh rỗi đến hóng chuyện thôi, cậu biết tên của tôi cũng chẳng có tác dụng gì. Ngô Bình cũng không gặng hỏi, chắp tay tạm biệt. Khi đi ngang qua một đám thị vệ thì cậu phát hiện quần áo của họ giống với đồ của thần Long Vệ, trong đó còn có một người có khí thế cực kỳ mạnh, là cao thủ bí cảnh. Trong lòng cậu chợt có suy đoán, nhìn chằm chằm người nọ hỏi, anh là đô đốc cấm quân. Người này lớn lên cao to vạm vỡ, mặt chữ quốc, mày sắc như kiếm trông cực kỳ có khí thế. Gã nhận ra lai lịch Ngô Bình không tầm thường, bèn chắp tay hỏi, đúng vậy, cậu là... Phụt, Ngô Bình vừa lên đã thụi cho một đấm. Đánh đối phương máu mũi chảy ròng rồi không ngừng tay đấm chân đá gã. Tuy gã là cao thủ bí cảnh, nhưng dưới sức ép đầy khủng bố của Ngô Bình thì hoàn toàn không có một sức chống trả nào. Ngô Bình chẳng những đánh, còn lấy điện thoại ra quay. Đô đốc cấm quân tức giận, tại sao cậu lại bỗng dưng đánh người? Gã cũng không còn cách nào, không đánh lại nên chỉ có thể nói lý với Ngô Bình. Ngô Bình cười lạnh đá gã một cái. Anh biết Liễu Kim Long không? Đối phương giật mình, cậu là người mà sư huynh tìm đến. Ngô Bình, anh ta không có tìm tôi chỉ đơn giản là muốn dạy cho anh một bài học thôi. Người kia giận run người, mấy lần định đánh trả nhưng lại chẳng có cơ hội vươn tay ra. Chỉ với khí thế mà Ngô Bình phát ra thôi đã ép gã không thở nổi. Anh tên gì? Ngô Bình đánh người ta một trận không ra hình người rồi mới hỏi. La Văn Bá, gã nghiến răng đáp. Ngô Bình, La Văn Bá. Nghe nói sư phụ mà anh theo học tìm được một bộ thần công. La Văn Bá biến sắc, cậu muốn làm gì? Ngô Bình vươn tay, lấy ra cho tôi xem. Không ngờ La Văn Bá lại trực tiếp ném một cuốn sách cho Ngô Bình nói, đây là thần công. Ngô Bình lật xem thử thấy bên trong ghi chép một loại công pháp kỳ lạ. Cậu cũng không nghiên cứu kỹ, cất nó đi rồi rời đi, cũng để lại một câu, anh cũng không làm cái chức đô đốc cấm quân kia nổi nữa đâu, sớm cút khỏi thần kinh đi. Cậu cũng không phải hù dọa gã, giờ Đông Vương rất được lòng vua, là nhiếp chính vương. Chuyện đầu tiên ông ta sẽ làm chắc chắn là thay đổi kẻ cầm đầu cấm quân và La Văn Bá sẽ đứng mũi chịu sào. Vừa rời đi Hoàng Cung, Ngô Bình đã trở về khách sạn. Lúc này đã là rạng sáng, cậu ra ban công luyện công đến bình minh. Hôm nay là ngày Hàn Băng Nghiên đi thi, hai người ăn sáng xong bèn chạy đến điểm thi trong Đại học Thần Kinh. Hôm nay có thể đến đây thi đều không giàu cũng sang và có lai lịch cực kỳ bất phàm. Cô đến điểm thi trước nửa tiếng, còn Ngô Bình lại ngồi trong công viên gần đó. Giờ trong điểm thi chỉ có một thầy coi thi, nhưng lại chẳng để ý đến đám thí sinh. Dù sao, ông ta cũng chẳng thể đắc tội nổi mấy vị đứng đằng sau họ. Ông ta chẳng những không dám trông coi, còn mặt mày nịnh nọt hỏi người này có khát không, người kia có nóng không. 20 thí sinh. 16 nam 4 nữ nên Hàn Băng Nghiên lớn lên xinh đẹp còn có vóc dáng quyến rũ lập tức trở thành tiêu điểm của đám con trai. Bên phải Hàn Băng Nghiên ngồi một thí sinh trông ít nhất cũng 23, 24 tuổi, cố tình để râu. Anh ta huýt sáo với Hàn Băng Nghiên. Hàn Băng Nghiên liếc anh ta một cái, tên kia lập tức đá lông nheo với cô, người đẹp, thi xong ra ngoài ăn một bữa nhé. Không ra gì.
Hàn Băng Nghiên khó chịu mới người lạ mặt đó, thẳng thừng từ chối. Thí sinh trẻ mắt hí nheo mắt, cười he he, nói cứ thấy thích kiểu con gái nóng tính như cô. Anh ta đứng dậy, hai nam sinh phía trước cũng đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh anh ta. Thí sinh mắt hí bước đến bên cạnh Hàn Băng Nghiên, đưa tay ra muốn sờ lên mặt cô ta, Hàn Băng Nghiên nổi giận, tát anh ta một bạt tai, rồi giận dữ nói anh làm gì đó. Tên mắt hí cười cạch cỡm, làm gì hả? Cô nói thử xem. Hàn Băng Nghiên liền nói, thưa thầy. Thật ra thầy giám khảo đã để ý phía bên này từ sớm rồi, nhưng anh ta không dám đụng chạm với đám người này, thế nên mới ngoảnh mặt đi, cứ như không nhìn thấy gì cả. Mặt tên mắt hí đắc ý, cô gọi ai cũng vô ích thôi, ở cái đất thần kinh này, ai dám quản tôi? Các anh em, giữ lấy cô ta cho tôi, bây giờ hầu ra đây muốn xử cô ta. Hàn Băng Nghiên thấy mấy người họ muốn giữ chặt mình thì lạnh lùng nói, các anh đang tự tìm cái chết. Tên mắt hí chau mày, tìm đường chết, ai muốn giết chết chúng tôi? Cô sao? Không cần đến cô ấy, tôi đến để giết chết anh. Bỗng dưng, một làn gió nhẹ thổi qua, bên cạnh thanh niên mắt hí có thêm một người nữa, hai thí sinh đang định giữ chặt Hàn Băng Nghiên liền vung nắm đấm qua. Người đó chính là Ngô Bình. Cậu đưa tay lên tát hai bà tai khiến hai người đó văng ra xa hơn 2 mét, đầu óc choáng váng, ngất xỉu ngay tại chỗ. Thí sinh trẻ giật mình, anh ta lùi lại một bước rồi hét lên, tôi là Hầu. Bốp! Ngô Bình tiến lên tát thêm một bà tai nữa, sau đó tóm tóc anh ta, đi ra ngoài và nói với Hàn Băng Nghiên, tập trung thi. Hàn Băng Nghiên gật đầu, biết rồi. Tên mắt hí bị Ngô Bình kéo ra ngoài như kéo một con chó chết. Anh ta vừa suýt xoa vì đau vừa mắng nhiếc, anh dám động vào tôi thì anh chết chắc rồi, tôi là Hầu Tước. Tiếng hét đau đớn của tên mắt hí nhanh chóng tắt lim, Ngô Bình kéo anh ta đến trước một hòn non bộ, giẫm nát xương chân trái của anh ta đau quá ngất xỉu. Ngô Bình lấy điện thoại ra, chụp ảnh rồi gửi cho Tân Cự Phong. Vài phút sau, Tân Cự Phong gọi điện qua, nói, sư, huynh, đã điều tra được thân phận của người này tên Tả Doanh Lũy. Bố là Đông Quách Hầu, đã chết mấy năm trước, anh ta được kế thừa Hầu Tước. Bây giờ anh ta không có sức ảnh hưởng gì, nhưng dượng của anh ta là kỳ tướng, vì vậy anh ta rất ngông cuồng, vô pháp vô thiên, anh ta từng bị không ít người tố cáo, nhưng đều được kỳ tướng bao che. Ngô Bình hỏi, Tần Hoàng đế đăng cơ, Lâm Tương và kỳ tướng thế nào rồi? Tần Cự Phong, hai người này một người là người của Thái Tử, một người là người của Lục Hoàng Tử nên đều bị bãi miễn. Ngô Bình, Cự Phong, vương gia không ban chức cho cậu sao? Tân Cự Phong cười he he, sư huynh, bây giờ tôi là thống lĩnh cấm quân. Ngô Bình, vậy cậu hãy phái một đội quân đến, bắt mấy tên này đi, trừng trị thích đáng. Tân Cự Phong là thân tín của Đông Vương, cộng thêm việc có quan hệ thân thiết với Ngô Bình nữa nên có thể nói là người kề cận bên cạnh vua, anh ta muốn xử ai cũng là chuyện vô cùng đơn giản. Một lúc sau, Tả Doanh Lũy từ từ tỉnh lại. Anh ta không dám ngông cuồng nữa, nói, đừng đánh nữa, đau chết tôi mất. Ngô Bình, ông dượng kỳ tướng của anh đã bị bãi nhiệm rồi mà anh còn dám ra ngoài làm bậy, thứ ngu ngốc như anh sao có thể sống được đến hôm nay. Tả Doanh Lũy tái mặt, anh biết tôi là ai sao? Ngô Bình không thèm quan tâm đến anh ta, kéo hai người còn lại ra ngoài, thầy giám khảo và một người phụ trách khác nhìn thấy nhưng không dám nói gì. Một lúc sau, một đội quân tuần thành đến. Hỏi rõ tình hình rồi lập tức bắt ba người họ đi. Tả Doanh Lũy biết mình đã đụng đến người không nên đụng vào, anh ta lập tức thét lên, tôi sai rồi, tha cho ôi một lần đi, tôi có thể đưa tiền cho anh. Ngô Bình phất tay, cho quân tuần thành đưa người đi. Tả Doanh Lũy biết nếu bị kéo đi thì e rằng sẽ rất khó ra ngoài được, anh ta liền hét lên, tôi biết một bí mật của kỳ tướng, anh tha cho tôi sẽ nói cho anh biết. Ngô Bình giật mình. Ra dấu cho quân tuần thành thả người, sau đó cậu kéo Tả Doanh Lũy ra xa, hỏi, bí mật gì? Tả Doanh Lũy nhìn qua nhìn lại, nói, trong phủ kỳ tướng có một cái đầu biết nói, hơn nữa còn biết hết mọi thứ và làm được mọi thứ. Có điều anh ta bị kỳ tướng nhốt dưới đất, ngày ngày ngâm trong nước thuốc. Ngô Bình hứng thú, một cái đầu người biết nói sao? Tả Doanh Lũy liền gật đầu, không sai, có lần tôi không cẩn thận xông vào đó và nhìn thấy cái đầu. Tôi giật cả mình, đang định bỏ chạy thì không ngờ cái đầu đó lại lên tiếng. Anh ta còn nói cho tôi biết dượng tôi nhốt anh ta ở đó, mượn sức mạnh của anh ta mới làm được tể tướng. Nếu tôi chịu thả anh ta đi thì anh ta cũng sẽ giúp tôi lập đại nghiệp.
có điều tôi không có tham vọng nên nghe xong thì đã bỏ đi. Ngô Bình như nghĩ ra được gì đó, cậu liên lạc với Tân Cự Phong, nói, phủ kỳ tướng có một món đồ, tôi muốn lấy được nó. Tân Cự Phong suy nghĩ rồi nói, tôi lập tức phái một đội quân đến tướng phủ lục soát, sư huynh có thể mượn cơ hội này lấy món đồ đó hớ. Ngô Bình, kỳ tướng còn chở mình được nữa không? Tần Cự Phong, ông ta có thể sống được đã là mạng lớn rồi, chở mình thì chắc không còn cơ hội nữa. Sau đó, Ngô Bình tát một bạt tai làm Tả Doanh Lũy ngất xỉu, tạm thời giao cho quân tuần thành trông coi. Nửa tiếng sau, cậu xuất hiện ở cổng tướng phủ, lúc này đang có một đội quân chạy đến, lấy lý do lục soát tội chứng để lục soát tướng phủ. Ngô Bình và đội quân đó gặp nhau, hợp thành một đội, cả nhóm người vào tướng phủ. Ngô Bình dùng thần niệm lục soát và nhanh chóng xác định vị trí của cái đầu dưới đất. Cậu cảm giác hơi thở của cái đầu đó đã rất yếu ớt, sức mạnh gần như đã bị khống chế hết. Người của tướng phủ đều không dám chặn đường, chỉ biết nấp trong phòng không dám ra ngoài, cả kỳ tướng cũng không lộ mặt. Ngô Bình nhanh chóng tìm ra lối vào rồi mở cửa tầng hầm. Lúc cậu đến tầng hầm thì nhìn thấy một cái đầu được ngâm trong nước thuốc. Nó nhìn thấy Ngô Bình bước vào thì bỗng mở to hai mắt ra. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu cậu là tu sĩ sao? Cứu tôi ra ngoài thì tôi sẽ cho cậu lợi ích rất lớn. Ngô Bình không trả lời, cậu cất cả đầu người và bồn nước thuốc vào pháp khí chứa đồ, sau đó quay đi. Đương nhiên đội quân này cũng không uổng công đến, họ vơ vét không ít vàng bạc châu báu của tướng phủ mới chịu rời đi. Nhưng ba ngày sau, kỳ tướng bị hoàng đế mới phán tội chết vì tội mưu phản, ba đời đều bị liên lụy. Sau khi Ngô Bình lấy được đầu người thì quay về lại công viên gần trường thi, cậu lấy thùng thuốc ngâm đầu ra, hỏi, nghe nói ông chỉ điểm cho kỳ tướng phát triển. Đầu người nhìn Ngô Bình, nói, không sai, năm xưa ông ta chỉ là một nhân vật nhỏ, nhờ có sự giúp đỡ của tôi mới từng bước phát đạt. Có điều người này không giữ chữ tín, chuyện mà anh ta hứa với tôi đều không làm được. Ngô Bình nhìn cái đầu người, sức mạnh của anh bị phong ấn rồi sao? Đầu người thở dài. Nói, năm xưa thanh đao chém nứt đầu tôi rất có lai lịch, sức mạnh của nó vẫn còn lưu lại, khiến sức mạnh còn lại của tôi không ngừng bị tiêu hao, càng lúc càng suy yếu. Cứ tiếp tục thế này thì trong vòng 3 năm tôi chắc chắn sẽ mục giữa thành cát bụi. Ông là ai? Đầu người nói, tôi đến từ Đại Lục Thánh Cổ. Đại Lục Thánh Cổ là nơi nào, Ngô Bình chưa từng nghe đến. Đầu người nói, một thế giới lớn mạnh đã từng tồn tại trước cả thế giới của các cậu. Nhân tộc chỉ là một chủng tộc cấp trung trong đó mà thôi. Ngô Bình, tại sao tôi chưa từng nghe nói đến nơi này? Đầu người, loài người có một nhánh đã rời khỏi Đại Lục Thánh Cổ, sáng lập ra tiên đạo. Sau này, tiên đạo phát triển lớn mạnh, có chí tôn cường giả mở ra tiên giới. Mà tiêu giới rõ ràng an toàn hơn Đại Lục Thánh Cổ, dần dần cũng không còn ai nguyện ý đến Đại Lục Thánh Cổ nữa. Ngô Bình, nếu ông là người cổ Đại Lục Thánh Cổ, vậy tại sao lại xuất hiện ở đây? Đầu người, thanh đao chém tôi lúc đó đã phá vỡ màn chắn không gian, tôi rơi vào trong khe nứt không gian. Lúc tỉnh lại thì đã xuất hiện ở giới thế tục. Ngô Bình, sau này ông gặp kỳ tướng. Đầu người, không sai. Năm đó, Kỳ Vân Linh chỉ là một thiếu niên thôn trên, dưới sự chỉ điểm của tôi, ông ta mới có được thành tựu như hôm nay. Xem như sức mạnh của ông bị phong ấn đi. Với năng lực của ông muốn khống chế Kỳ Vân Linh cũng không phải chuyện khó, đúng chứ? Đầu người, lúc đầu tất nhiên có thể khống chế được ông ta, nhưng tôi thấy không cần thiết. Hơn nữa một khi tôi sử dụng thủ đoạn thì có khả năng sẽ bị tu sĩ như các cậu ở đây phát. Để che giấu thân phận, tôi chỉ có thể thông qua việc giúp đỡ Kỳ Vân Linh để lấy được sức mạnh, nhưng rất tiếc là Kỳ Vân Linh không hợp để tu hành. Trao đổi một lúc, đầu người này trông có vẻ đã mệt mỏi. Vì thế Ngô Bình kéo nó từ trong dịch thuốc ra, sau đó ném nó cho nó một viên đan dược. Đan dược vừa vào bùng, tinh thần của đầu người bỗng bừng tỉnh, ông ta rất kinh ngạc, tha thiết hỏi, đan dược này có thể nâng cao thần hồn tôi, còn nữa không? Ngô Bình, còn thì còn, nhưng tạm thời không thể cho ông, tôi còn có chuyện, ông cứ nghỉ ngơi đi. Nói xong cậu lại ném đầu người vào bình rồi cất đi. Cậu lại đợi một lúc, cuộc thi đã kết thúc. Hàn Băng Nghiên nhanh chân bước ra khỏi phòng học. Ngô Bình cười nói, Băng Nghiên, thấy thế nào? Hàn Băng Nghiên cười nói, ngữ văn hôm nay khá đơn giản, tôi nghĩ có thể thi được trên 140 điểm. Nhưng mà sinh viên bên trong đều đang trộm xem sách, chép đáp án của nhau.
Ngô Bình cũng không thấy lạ, những người này vốn dĩ là dựa vào quan hệ và đặc quyền nên mới đến được đây, giáo viên coi thi đương nhiên cũng không muốn quản bọn họ, cậu bèn nói, để tùy bọn họ đi. Buổi chiều còn phải thi một môn nữa, Ngô Bình đưa Hàn Băng Nhiên quay về khách sạn, ăn trưa xong rồi để cô ấy nghỉ ngơi. 2 giờ chiều, cậu lại đưa Hàn Băng Nhiên đến chỗ thi, sau đó lại quay về khách sạn, lấy đầu người ra. Vừa ra ngoài, đầu người vội thở phào thoải mái, nói, tôi nói này, cậu có thể đừng thả tôi vào cái chỗ quỷ quái đó được không, tôi nghẹn chết mất. Ngô Bình, ông ở trong dịch thuốc, không cần hít thở, sao lại nghẹn chết? Đầu người nói, không phải là không khí, là nhân khí. Chỗ đó không phải nơi cho người ở. Ngô Bình, chỉ còn lại mỗi cái đầu, mà ông lại sống được đến bây giờ, năm đó ông là tu vi gì? Đầu người, theo cảnh giới ở chỗ các cậu, có lẽ tôi là thần thông tầng 10. Nhưng trên thực tế, nếu tôi không bị thương, thì có thể miểu sát được tu sĩ đạo. Cảnh phổ thông tam trọng chỗ các cậu. Ngô Bình nhíu mày, thần thông tầng 10, miểu sát đạo cảnh tầng 3, ông đang khoác lác sao? Tôi đây còn nói giảm rồi đấy. Đầu người rất nghiêm túc, theo những gì tôi nghiên cứu và quan sát được vài năm nay, tiên đạo tu hành ở chỗ các cậu có thể xem như là pháp môn tu hành của Đại Lục Thánh Cổ đơn giản hóa. Ồ, vậy ông nói thử xem, bí cảnh của các ông thì tu hành thế nào? Đầu người, chỗ chúng tôi không cần nói đến bí cảnh. Có biết vì sao không? Vì sao, Ngô Bình thỉnh giáo ông ta? Bởi vì thứ mà các cậu gọi là bí lực, thật ra chính là sức mạnh có thể thấy khắp mọi nơi ở Đại Lục Thánh Cổ, căn bản không cần tập trung tu luyện. Ngô Bình ngây ngốc cả người, thì ra còn có chuyện như vậy nữa. Đầu người, tôi nói với cậu nhiều chuyện cậu không biết như vậy, có thể cho tôi thêm mấy viên đan dược không? Ngô Bình rất phóng khoáng lại ném cho ông ta 2 viên đan dược. Rồi nói tiếp tiền bối xưng hô thế nào. Phương Lập, đầu người nó, tôi năm đó cũng xem như là nhân vật thiên kiêu bình thường trong tộc tôi. Ngô Bình lại hỏi ông ta. Tu sĩ nhân tộc ở Đại Lục Thánh Cổ, cảnh giới cao nhất của các ông là gì? Cũng là hỗn độn cảnh. Phương Lập nói, càng đến chỗ cao thì phương thức tu hành ở hai bên càng khác nhau. Đạo cảnh bên chỗ các cậu cần phải mở tiên giới đúng không? Không sai. Ngô Bình nói, thập đại tiên giới hiện nay, đều là do đại năng mở ra. Phương Lập, ở Đại Lục Thánh Cổ, đạo cảnh được gọi là Thánh Hiền. Thánh Hiền không khai sáng tiên giới, mà sẽ không ngừng cường hóa thân thể thành thánh. Sau đó lại dùng sức mạnh đi giáo hóa thế nhân. Ông ta tiến lên một bước nói cho Ngô Bình, ở Thánh Cổ Đại Lục, trong Thánh Hiền cảnh, có hiền giả và thánh nhân, trong thánh nhân lại có đại thánh, thánh vương, cổ vương. Hơn nữa. Đại Lục Thánh Cổ tuy không có bí cảnh, nhưng một vài cảnh giới của bí cảnh cũng có xuất hiện. Ví dụ như, 7 cấp đầu của bí cảnh, chỉ là một phần của cảnh giới tu hành của bọn họ, gọi là trúc cơ. Trên trúc cơ chính là nguyên anh cảnh. Nguyên anh cảnh này, về cơ bản bao gồm cả phần lớn thần. Thông cảnh, giống như chân pháp cảnh, pháp thai cảnh, lôi kiếp, thần anh, thần môn. Đều nằm trong nguyên anh cảnh, nhưng nói cụ thể ra thì cũng có khác biệt. Nói tương đối thì Đại Lục Thánh Cổ có rất nhiều nội dung tu hành, yêu cầu đối với người tu hành cũng rất cao. Sau khi hiểu rõ những chuyện này, Ngô Bình hỏi Lập Phương, Đại Lục Thánh Cổ có phương pháp tu hành chi tiết như vậy, thực lực nhân tộc ở đó chắc chắn cũng vượt trội hơn nhân tộc bên phía tôi đúng không? Phương Lập, cậu có thể hiểu như vậy. Nhân tộc chỗ các cậu chỉ là một nhánh lớn của nhân tộc ở Đại Lục Thánh Cổ, mà nhánh chính thì ở Đại Lục Thánh Cổ. Ngoài ra... Nhân tộc cũng chỉ là một trong cả vạn tộc ở Thánh Cổ đại tộc, cũng không được xem là mạnh nhất, nhưng cũng không yếu. Ngô Bình, nói như vậy, Đại Lục Thánh Cổ chắc chắn rất rộng lớn. Phương Lập, đúng vậy, lớn đến vô biên. Cho dù cả 10 đại tiên giới của các cậu gộp lại, nhiều lắm cũng chỉ có thể lấp được một góc của Thánh Cổ đại địa. Ngô Bình, không ngờ, một thế giới lớn như vậy, tại sao lại gần như không có giao lưu gì với thế giới bên này? Cũng không lạ gì. Trong một khoảng thời gian rất dài, tiên giới và Đại Lục Thánh Cổ không hợp nhau, vì vậy trước đó rất lâu đã đóng cửa con đường giao lưu hai bên. Nếu không phải nhìn thấy tôi, có thể cả đời cậu cũng sẽ không biết đến Đại Lục Thánh Cổ. Đương nhiên, nếu cậu có thể tu luyện đến cảnh giới cực cao, tự nhiên cậu sẽ cảm nhận được Đại Lục Thánh Cổ. Ngô Bình suy nghĩ một lúc, lại hỏi một câu. Vậy ông cho rằng, con đường của tiên giới đúng, hay là con đường của Đại Lục Thánh Cổ đúng? Phương Lập im lặng mấy giây rồi nói, không nói chính xác được bên nào tốt hơn,
hai bên đều có ưu điểm, nhưng tôi đề nghị cậu có thể cân nhắc con đường của Đại Lục Thánh Cổ trong tu hành của mình, như vậy cũng chỉ có tốt cho cậu chứ không gây hại gì. Ngô Bình nhìn đầu người, ông có công pháp tu hành không? Đương nhiên, hơn nữa còn là công pháp đỉnh cao. Phương Lập nói, mục đích của người giết tôi lúc đầu, chính là muốn có được công pháp cấp thánh hoàng trong đầu tôi đấy. Chỉ là ông ta lại không ngờ được, tôi sẽ dùng khe nứt không gian mà chạy trốn. Ngô Bình đợi lời phía sau của ông ta, quả nhiên, Phương Lập nói, tôi truyền dạy bộ công pháp này cho cậu, cậu giúp tôi khôi phục lại thân thể, thế nào? Ngô Bình cân nhắc mấy giây rồi lạnh nhạt nói, đồng ý. Thấy Ngô Bình đồng ý yêu cầu của mình, mắt Phương Lập sáng lên, nói chờ đợi mấy chục năm, cuối cùng cũng gặp được người có thể hợp tác với mình, thật may quá. Ngô Bình nhìn ông ta hỏi, ông muốn tôi giúp thế nào? Phương Lập có vẻ đã suy nghĩ đến vấn đề này rất lâu, lập tức nói, có ba bước, bước, đầu tiên là dùng thuốc để kéo dài tuổi thọ của tôi, nếu không tôi sẽ yếu rồi chết trong vài năm nữa. Bước thứ hai là dần loại bỏ sát khí trong vết thương trên đầu tôi, nó đang ăn mòn mạng sống của tôi. Bước thứ ba là luyện chế một bộ đan dược giúp cơ thể tôi tái sinh. Ngô Bình ngẫm nghĩ, dường như ba điều này cũng không tính là quá khó với cậu, bản thân cậu là thầy luyện đan, cậu cũng từng nhìn thấy vết thương đó, sức lực mà Thanh Giao để lại cũng không phải không thể lay chuyển. Tôi có thể đồng ý với điều kiện của ông, nói xem ông có thể giúp tôi thế nào, dù sao cũng là tương trợ. Ngô Bình cũng không khách sáo với ông ta. Phương Lập bỗng trở nên có tinh thần, đôi mắt sáng rực, nói tôi có thể thấy cậu có tư chất rất tốt, hơn nữa có tương lai tươi sáng. Đừng nghi ngờ mắt nhìn của tôi, thứ tôi giỏi nhất ở đời này chính là khả năng nhìn người, khí vận của cậu không hề thua kém gì thiên kiêu mạnh nhất của Đại Lục Thánh Cổ. Sở dĩ ông ta được kỳ tướng coi là người toàn trí toàn năng là vì ông ta có khả năng nhận biết người khác. Rất siêu phàm và cực kỳ chính xác. Điều này giúp kỳ tướng từng bước đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Ngô Bình không có hứng thú với những lời này, cậu chỉ muốn biết cái đầu này có thể giúp được cậu như thế nào, Phương Lập là người rất thông minh nên lập tức bổ sung thêm. Tôi nói rồi, chỗ tôi có một bộ công pháp đỉnh cao, cũng là công pháp cấp thánh hoàng của Đại Lục Thánh Cổ. Cấp bậc thánh hoàng vẫn cao hơn cổ thánh, trên cả Đại Lục Thánh Cổ, công pháp cấp bậc này cực kỳ hiếm thấy. Tôi cũng tình cờ mới có được một bộ trong đó. Cũng vì thế mà bị người ta chém đầu, nói đến trải nghiệm này, trong mắt Phương Lập ánh lên vẻ căm hận như thể cực kỳ căm hận người đàn ông đã chặt đầu ông một a. Ngô Bình thử hỏi ông ta, người chém đầu ông là người quen sao? Hắn là em họ của tôi. Lúc đầu tôi gia nhập vào tông môn, hắn vô cùng ghen tị, cầu xin tôi dạy học cho hắn. Tôi đã quỳ trước mặt sư phụ 3 ngày thì hắn mới có thể trở thành bái sư tu hành. Sau đó tôi thậm chí còn cố gắng hết sức giúp đỡ hắn. Nâng cao tư chất của hắn, nghịch thiên đổi mệnh cho hắn. Hơ hơ ợ, tôi đúng là ngu ngốc, tôi thay đổi cuộc đời hắn, nhưng lại phải trả giá bằng mạng sống của mình. Ông ta bỗng nhìn Ngô Bình, cho dù cậu không giúp được tôi cũng sẽ cố gắng hết sức giúp cậu trưởng thành. Cậu chỉ cần hứa với tôi một điều, sau này nếu cậu đến Đại Lục Thánh Cổ thì hãy giết chết tên vong ơn bội nghĩa đó giúp tôi. Ngô Bình cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm với chuyện này, công pháp cấp thánh hoàng quý giá như vậy. Em họ ông ta giết người cướp lấy cũng là chuyện bình thường. Từ xưa đến nay, con người tranh giành của cải, quyền thừa kế, tranh giành quyền lợi mà có quá nhiều anh em ruột ước gì có thể giết chết đối phương, huống gì là anh em họ. Được, tôi đồng ý với ông. Nếu tôi đến Đại Lục Thánh Cổ, nhất định sẽ trả thù cho ông, Ngô Bình hứa với ông một a. Phương Lập rất hài lòng, ông ta cười nói, nếu gặp được cậu sớm hơn vài năm thì tốt quá, ông ta không hài lòng với kỳ tướng trước kia. Kỳ tướng chức cao vọng trọng, có thể thu thập dược. Liệu mình muốn, điều này làm chậm lại sự yếu đi của ông ta, nếu không ông ta sẽ không thể sống sót đến ngày hôm nay. Nhưng so với Ngô Bình thì người kia vẫn kém xa, dù sao Ngô Bình cũng biết luyện đan, còn là người tu hành, đúng là một trời một vực. Nhưng nếu tu luyện công pháp cấp hoàng thì ở đây không được, phải đi vào những nơi như của Đại Lục Thánh Cổ, dù sao công pháp của hai bên đều khác nhau tùy theo môi trường. Nếu muốn tu luyện thì phải tiến vào môi trường tương ứng mới được, nếu không độ khó sẽ tăng gấp 10, gấp 100 lần. Ngô Bình cảm thấy ngạc nhiên, ý ông là tôi phải đi vào Đại Lục Thánh Cổ à? Phương Lập cười ha ha, không cần thiết, cậu chỉ cần vào cấm địa cổ là được, nơi đó là một phần nhỏ của Đại Lục Thánh Cổ, hoàn cảnh cũng không khác gì Đại Lục Thánh Cổ. Ngô Bình ngạc nhiên, cấm địa thượng cổ là một phần của Đại Lục Thánh Cổ.
Phương Lập rất hài lòng với phản ứng của Ngô Bình, ông ta hỏi, có thể cho tôi thêm một chút đan dược không? Ngô Bình đổ hết nước thuốc bên trong ra, sau đó lấy dược liệu mình chuẩn bị ra, nhanh chóng kết hợp với một đơn thuốc, sau đó ngâm vào trong nước sôi. Hơn 10 phút sau, nước sôi nguội đi một chút, cậu mới thả đầu người vào. Đầu người lập tức cảm thấy thoải mái, phải biết ông ta vẫn luôn phải chịu đau đớn, thuốc do Ngô Bình chế ra đã giảm bớt phần nào, cảm giác này thật tuyệt với ông ta. Giống như một người đang liên tục bị tra tấn đột nhiên được xóa bỏ hình phạt, có được giây phút bình yên. Ngô Bình, thời gian gấp rút, tôi chỉ có thể tạm thời chế ra nước thuốc này. Buổi tối tôi sẽ luyện chế đan dược, làm hết cơn đau của ông. Phương Lập biết mình đã chọn đúng người, ông ta mỉm cười, bỗng há miệng nhổ ra một chiếc nhẫn có bùa chú. Mắt Ngô Bình sáng lên, đây là pháp khí thực vật của tôi, tên vong ơn kia muốn giết tôi, ngoài công pháp cấp hoàng thì còn muốn. Có được vật báu nửa đời này của tôi, hơ hơ, cũng may hắn không thành công. Ngô Bình nhìn chiếc nhẫn, tặng tôi à? Phương Lập nhìn Ngô Bình, tôi sẽ cần sự giúp đỡ của cậu trong thời gian dài, thế nên tôi rất vui khi được thăng cấp cho cậu, trong này có một số dược liệu, pháp khí, bùa chú và đan dược đến từ đại lục thánh cổ mà tôi đã thu thập được, công pháp cấp hoàng tôi có được cũng nằm trong số đó. Ngô Bình mỉm cười, cậu không lấy chiếc nhẫn mà hỏi, ông cho tôi những thứ này, không sợ tôi nuốt lời sao? Phương Lập rất đắc ý, tôi nhìn người rất chuẩn, cậu chắc chắn là người tình nghĩa, ân oán rõ ràng, người như cậu rất đáng tin. Nếu ông nhìn người chuẩn như thế, tại sao lại bị em họ của ông phản bội, Ngô Bình cố ý hỏi ông ta. Sắc mặt Phương Lập rất khó coi, ông ta im lặng một lúc, bất đắc dĩ nói, là do tôi tự chuốc lấy, tôi thay đổi vận mệnh cho hắn, vô hình chung cũng đổi cả tính tình của hắn, là tôi bất cẩn. Ngô Bình cầm chiếc nhẫn lên, thấy cấm chế bên trong đã bị phá bỏ, quả nhiên cậu nhìn thấy rất nhiều dược liệu, hơn nữa cậu cũng biết khá nhiều dược liệu trong đó. Cậu hơi động lòng, lấy một cây thuốc trong đó ra. Dược liệu này tên là Thông Linh Thảo, là linh dược cấp 7 ở tiên giới, bình thường dùng để luyện chế đan dược thần, nhưng cậu cảm nhận rõ dược tính của loại này cũng giống như Thông Linh Thảo ở tiên giới. Cậu lấy dược liệu trong thủy tỉnh phong ấn ra, nhặt một chiếc lá bỏ vào miệng nhai, đột nhiên mở to mắt, lẩm bẩm, có sự khác biệt lớn như vậy. Phương Lập nhìn phản ứng của cậu, cười nói, có phải dược liệu của Đại Lục Thánh Cổ có nhiều dược tính hơn không? Ngô Bình gật đầu, đúng thế. Đây là thông linh thảo ở chỗ chúng tôi có 7 dược tính có lợi, vài dược tính trung tính và 2 dược tính có hại. Nhưng thông linh thảo của ông thì lại khác, nó có 9 dược tính có lợi, không có dược tính có hại. Có một điều Ngô Bình chưa nói, đó là 2 dược tính được thêm vào đều rất hữu dụng, có thể tăng cường hiệu quả của đan dược luyện thần lên rất nhiều. Tóm lại, thông linh thảo ở thế giới này có thể luyện chế thành đan dược cấp 7, thông linh thảo của Đại Lục Thánh Cổ ít nhất có thể tạo ra đan dược cấp 9. Phương Lập gật đầu, không sai. Dược liệu cậu nhìn thấy, hơn phân nửa được rời từ Đại Lục Thánh Cổ đến nhưng hoàn cảnh thay đổi sẽ khiến chúng xảy ra biến dị. Thậm chí có một số trường hợp cực đoan, cỏ độc ở chỗ. Các cậu có khả năng là linh dược của Đại Lục Thánh Cổ. Ngô Bình nghĩ đến gì đó, cậu hỏi, tiền bối, trong cấm địa thượng cổ, có phải có những dược liệu này không? Đương nhiên có, diện tích cấm địa thượng cổ rất lớn, bên trong có rất nhiều dược liệu. Phương Lập nói, cậu đi đến đó, chắc chắn sẽ thu hoạch được rất nhiều. Tiền bối, tôi nghe nói bên trong cấm địa thượng cổ có thể đẩy nhanh tiến hóa của loài người, có phải Đại Lục Thánh Cổ cũng như vậy không? Phương Lập, tiến hóa sao? Đối với nhân tộc ở chỗ các cậu mà nói, có thể sẽ có hiệu quả như vậy. Đó là vì trong cấm địa thượng cổ có rất nhiều bí lực, linh lực, sẽ khiến các cậu có hiện tượng lai giống, nên sẽ trở nên mạnh hơn. Có lẽ... đây chính là thứ mà các cậu nghĩ là tiến hóa. Ngô Bình và Phương Lập nói chuyện một lúc lâu, mắt thấy đã một tiếng đồng hồ trôi qua, cậu đành phải quay về trường thi, đợi Hàn Băng Nghiên thi xong. Lúc cậu đến công viên đợi thì nhìn thấy một nữ sinh đang ngồi ở một góc vắng người, nhắm mắt ngâm nga đọc từ vựng. Ngô Bình chỉ nhìn thấy bóng lưng cô ấy, không muốn làm phiền cô ấy học nên đi đến một chỗ xa ngồi xuống. Trong lúc ngồi đợi, Ngô Bình bất giác lại liếc nhìn nữ sinh kia. Phát hiện cô ấy lấy một nắm cơm ra, lặng lẽ ngồi đó ăn. Mới đầu Ngô Bình chỉ cảm thấy nữ sinh này thích ăn cơm trắng, nhưng dần dần mới phát hiện có gì đó không đúng. Động tác nữ sinh kia nhai nuốt rất chậm, thân thể cũng khẽ run rẩy. Ngô Bình biết y thuật,
cậu lập tức biết rõ cô gái này có vấn đề. Buổi thi còn mười mấy phút nữa sẽ kết thúc, cậu bèn đi đến bên cạnh cô gái. Lúc này, cậu nhìn thấy góc nghiêng gương mặt cô gái, là một cô gái rất thanh tú, nếu trang điểm một chút thì vẻ ngoài cũng không thua gì mỹ nữ như Hàn Băng Nghiên, chỉ là cô ấy quá yếu ớt, rõ ràng là do không đủ dinh dưỡng. Cảm thấy có người lại gần, nữ sinh liếc nhìn cậu, rồi vội vàng nghiêng người đi. Ngô Bình ngồi xuống bên cạnh, cười nói, chào bạn học. Nữ sinh nuốt xuống đồ ăn trong miệng rồi mới khế nói, chào anh. Vừa nãy tôi nhìn thấy cô nuốt có vẻ khó khăn, tôi nghĩ có thể cậu bị bệnh rồi. Tôi là bác sĩ, có thể giúp cô chẩn đoán thử. Tuy nói bác sĩ không tự đến, nhưng Ngô Bình gặp phải tình huống như vậy cũng không màng đến kiêng kỵ. Nữ sinh trừng lớn mắt, anh nói là tôi bị bệnh rồi. Ngô Bình nghiêm túc gật đầu, nói, rất có khả năng. Nữ sinh có chút hoảng sợ, cô ấy đang lao đầu tập trung giành học bổng, quyết không thể bị bệnh vào lúc này được, bèn hỏi bệnh gì. Có nghiêm trọng không? Ngô Bình đặt tay lên mạch của cô ấy, qua một lúc thì nhíu mày nói, yết hầu có khối u, hơn nữa cũng đã bị một thời gian rồi. Triệu chứng nuốt xuống khó của cô ít nhất cũng đã kéo dài hơn một năm rồi đúng không? Tại sao cô không đi khám bác sĩ? Nghe nói là xương phù, nữ sinh lập tức sợ hãi, sau đó nước mắt rơi như mưa, cả người run rẩy. Ngô Bình vội an ủi cô ấy, cô không cần lo lắng. Tuy bị sưng, nhưng tôi kê đơn cho cô quay về dùng theo, chắc chắn sẽ chữa khỏi. Nữ sinh lại lắc đầu nói, anh không cần an ủi tôi. Tuy tôi không phải bác sĩ, nhưng cũng biết kiến thức thông. Thường, ung thư không thể chữa khỏi được. Ngô Bình cười nói, đó là người khác, cô gặp được tôi là may mắn của cô, yên tâm đi, tôi có thể chữa được. Nữ sinh nào dám tin, cô ấy lắc đầu, ngây ngốc nhìn hồ nước phía trước. Vì vậy Ngô Bình lấy ra giấy viết, viết một đơn thuốc đưa cho cô ấy, nói quay về bốc thuốc uống đi, một ngày uống 3 lần, uống liên tục nửa tháng thì có thể loại bỏ được triệu chứng. Sau đó đến bệnh viện làm kiểm tra, nếu khối u biến mất thì không cần dùng thuốc nữa. Nếu nhỏ đi, thì lại dùng thuốc thêm nửa tháng. Nữ sinh nhận lấy tờ giấy, nói cảm ơn anh. Ngô Bình khẽ cười, không cần cảm ơn. Lúc này Hàn Băng Nghiên đã nộp bài thi sớm, Ngô Bình vội đến trường thi đón cô ấy. Đến khi hai người đi về, lúc đi qua công viên, Ngô Bình liếc mắt nhìn thì phát hiện không thấy nữ sinh kia nữa, mà trong hồ nước phía xa lại có một chiếc giày trôi lơ lửng, chiếc giày đó là của nữ sinh lúc nãy mang. Ngô Bình giật mình. Nói, Băng Nghiên, có người nhảy xuống hồ rồi, tôi đi xem thử. Hàn Băng Nghiên giật mình, vội vàng đi qua. Ngô Bình nhảy xuống hồ, chẳng mấy chốc đã tìm được nữ sinh kia, cô ấy chìm sâu dưới đáy hồ, thân thể vẫn còn độ ấm. Bọt nước tung tóe, Ngô Bình lập tức nhảy lên bờ, tay nhấn vào bụng cô ấy lập tức phun ra nước. Sau đó lại điểm tay, cô ấy lập tức khôi phục nhịp tim và hô hấp. Sau khi tỉnh lại, nữ sinh mắt ngấn nước. Cô ấy hỏi Ngô Bình, tại sao anh lại cứu tôi? Tôi không có tiền chữa trị, tôi cũng không muốn liên lụy người nhà. Ngô Bình tức giận, vươn tay tát một cái, quát lớn, mẹ nó cô bị ngốc sao? Tôi đã kê đơn cho cô, nói bệnh của cô có thể chữa khỏi, cô còn đi tìm cái chết. Loại óc heo như cô sao lại thi đậu được đại học thần kinh vậy? Ngô Bình rất ít khi nổi giận, nhất là với phụ nữ. Nhưng chuyện hôm nay vì lòng tốt của cậu suýt nữa đã hại chết một người. Trong lòng cậu không tránh khỏi áy náy. Nữ sinh bị tát một tát, bất giác ngây người, sau đó đột nhiên ôm lấy Ngô Bình, tủi thân bật khóc. Lúc này Hàn Băng Nghiên đã chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cô ấy cũng sững sờ, chuyện gì vậy? Ngô Bình nói, Băng Nghiên, em đến an ủi cô ấy đi. Cô ấy bị ung thư, nghĩ không thông nên muốn chết. Chuyện này cũng trách anh, không nên nói cho cô ấy, sau khi nói cho cô ấy thì không nên rời đi ngay như vậy. Hàn Băng Nghiên thông minh, lập tức đi đến vỗ vai nữ sinh, nói, không sao đâu. Bạn trai tôi là thần y, cho dù cô mắc phải bệnh gì, anh ấy cũng có chữa trị. Lúc này Ngô Bình mới rời khỏi vòng ôm của nữ sinh, cậu nói, hơn nữa cũng sẽ không lấy tiền của cô. Nữ sinh vốn trong lòng vô cùng tuyệt vọng, nghe đến đây thì bất giác ngây người, cô ấy hỏi, anh thật sự có thể chữa được cho tôi sao? Hàn Băng Nghiên cười nói, yên tâm đi, bạn trai tôi là thần tiên. Thần tiên, cô biết không? Sau đó cô ấy nhìn Ngô Bình, anh thể hiện một vài thủ đoạn thần tiên được không? Ngô Bình lập tức trợn mắt, nhưng vẫn vươn tay chỉ vào hồ nước.
Nước trong hồ lập tức dâng lên thành cột nước, sau đó cột nước lại ngưng tụ thành một con thỏ, nghịch ngợm chạy nhảy trên mặt nước. Cuối cùng con thỏ nhảy về phía nữ sinh khiến nữ sinh giật mình a lên, tự như có một chậu nước hắt thẳng vào mặt cô ấy vậy. Nữ sinh rất kinh ngạc, sau đó lại tức giận chừng nhìn Ngô Bình, Hàn Băng Nghiên khẽ cười nói, sao nào, bây giờ cô tin rồi chứ? Ngô Bình nghiêng đầu đi đến bên cạnh, chuyện còn lại giao cho Hàn Băng Nghiên thôi, dù sao con gái với nhau cũng dễ nói chuyện hơn. Qua chừng nửa tiếng sau, Hàn Băng Nghiên dẫn theo nữ sinh kia đi đến, cô ấy cười nói, anh Bình, cô ấy tên Mộc Băng Thiền, là sư tỷ của chúng ta. Nhưng cô ấy là thần đồng đấy, lớp 8 đã thi đại học rồi, vì vậy mới nhỏ hơn chúng ta 2 tuổi đấy. Ngô Bình, tôi nói này, bạn học Mộc, cô không đến nỗi phải tự tử chứ. Mộc Băng Thiền có chút ngại ngùng cúi thấp đầu. Hàn Băng Nghiên nói, trong nhà Băng Thiền xảy ra chuyện, điều kiện gia đình không tốt lắm, vốn dĩ áp lực của cô ấy rất lớn. Biết bản thân bị bệnh, có thể không chữa được, mà dù có chữa được cũng phải tốn một khoản tiền lớn, trong lòng cô ấy khó tránh khỏi nặng nề. Nhưng cũng may gặp được anh Bình vừa lợi hại vừa lương thiện nhà chúng ta, nên bây giờ mọi chuyện không còn vấn đề nữa, đúng không? Ngô Bình hừ một tiếng nói, đi thay đồ trước đi. Hàn Băng Nghiên cùng Mộc Băng Thiền về ký túc xá nữ trước, sau đó mới cùng Ngô Bình đến nhà hàng đối diện trường. Cũng sắp sửa đến giờ cơm tối nên Ngô Bình đã mời Mộc Băng Thiền cùng ăn bữa cơm, vì để trị được bệnh cho cô ta cần phải nói rõ bệnh tình của mình. Nhà hàng mà họ ăn khá cao cấp, chi phí trung bình của mỗi người đều trên 1.000 tệ. Mặc dù Mộc Băng Thiền rất hay đi ngang qua chỗ này nhưng khi vào trong nhà hàng sang chảnh này, cô ta cũng không khỏi ngỡ ngàng, nhìn đông nhìn tây. Ở tầng 1 của nhà hàng, ba người họ tìm một bàn cho 4 người ngồi, Ngô Bình để Hàn Băng Nghiên gọi vài món rồi cho Mộc Băng Thiền gọi vài món. Mộc Băng Thiền cầm thực đơn lên xem, món gọi rẻ nhất cũng hết 200-300 tệ, cô ta liền lắc đầu, nói tôi không gọi nữa đâu. Hàn Băng Nghiên hết cách, chỉ đành tự gọi thêm mấy món. Trong lúc đợi lên món, Ngô Bình giữ chặt tay cô ta, bảo cô ta đừng cử động, sau đó dùng pháp lực đả thông kinh mạch. Một lúc sau, Mộc Băng Thiền cảm thấy toàn thân thoải mái, chứng đau nửa đầu cũng hết hẳn, cô ta không khỏi kinh ngạc, mở to đôi mắt xinh đẹp. Anh Ngô Bình, anh lợi hại thật, bây giờ tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi. Cô ta ngạc nhiên nói. Ngô Bình lại cắm 24 cây kim lên đầu cô A, sau đó lấy ra một ít dược liệu cấp thấp, kê một đơn thuốc cho cô ta và chỉ cô ta cách sắc thuốc. Mộc Băng Thiền cẩn thận ghi chép lại, sau đó hỏi với vẻ đầy hy vọng, anh Ngô Bình. Có phải uống nó xong thì tôi sẽ không chết nữa không? Ngô Bình, có tôi ở đây, cô muốn chết cũng khó. Hàn Băng Nghiên cười, nói yên tâm đi, y thuật của anh Bình nhà tôi rất lợi hại, cậu cũng thấy anh ấy thi triển tiên thuật rồi đấy, trị bệnh thì càng đơn giản hơn. Mộc Băng Thiền vừa vui vừa cảm động, cô ta lấy từ trên người ra một con ve ngọc, đưa cho Ngô Bình bằng hai tay, anh Ngô Bình, Băng Thiền không có gì để trả ơn cứu mạng. Con ve ngọc này là bà ngoại để lại cho tôi, mẹ bảo tôi phải cất giữ cẩn thận. Tôi không có thứ gì đáng giá, nên tặng nó cho anh Bình. Đồ của bà ngoại người ta để lại, đương nhiên Ngô Bình không thể lấy, cậu đang định từ chối, nhưng khi cậu liếc mắt nhìn lên con ve ngọc thì bỗng giật mình, cậu phát hiện trên con ve ngọc có một khí tức cổ đại, khí tức này có vẻ không thuộc về thế giới này. Cậu nhận lấy con ve ngọc quan sát rồi nói, được, tôi sẽ nhận. Mộc Băng Thiền vô cùng vui mừng, đấy là thứ quý giá nhất mà cô ta có, Ngô Bình chịu nhận chứng tỏ cậu xem cô ta là bạn. Bỗng dưng Ngô Bình hỏi Hàn Băng Nghiên, Băng Nghiên, chẳng phải quỹ của chúng ta có một chương trình chắp cánh đến trường sao? Lúc đó Hàn Băng Nghiên từng nghiên cứu chương trình này, vì dù gì thì cô ta cũng là học sinh nên cô ta biết quỹ từ thiện có chương trình này, hơn nữa mức hỗ trợ học tập rất cao. Mỗi năm cấp cho học sinh ưu tú 150.000 tệ học bổng. Nếu có thể lọt vào top 50 người có thành tích cao nhất toàn khoa thì sẽ cấp thêm 250.000 tệ học bổng. Mộc Băng Thiền ngây người, thật ra cô ta cũng giành được không ít học bổng và trợ cấp nhưng vì trong nhà có một cái hố sâu không đáy, nên cô ta chỉ có thể cắt giảm chỉ tiêu hàng ngày của bản thân đến mức tối đa. Giờ nghe nói có mấy trăm ngàn tiền trợ cấp, cô ta không khỏi kích động. Chị Băng Nghiên, tiền trợ cấp gì thế? Cấp cho đối tượng nào? Ngô Bình, điều kiện của cô khá phù hợp. Để lát về tôi giúp cô xin. Phải rồi, file mềm cho cô điền thông tin sẽ gửi đến hộp thư này. Ngô Bình gửi cho cô ta một file mềm để cô ta điền.
Sau khi cô ta điền xong thì cậu thông báo cho tổ chức quỹ, để họ lập tức phê duyệt. Mới lên được hai món thì thẻ ngân hàng mà Mộc Băng Thiền điền trên file đã nhận được 150 tệ tiền trợ cấp. Mộc Băng Thiền trợn tròn mắt, kinh ngạc nói, nhanh vậy sao? Ngô Bình, đúng vậy, quỹ này làm việc rất hiệu quả. Mau ăn đi, ăn xong thì về nghỉ ngơi, buổi tối nhớ uống thuốc. Vâng, Mộc Băng Thiền gật đầu mạnh. Ba người họ đang ăn cơm thì có mấy học sinh đi ngang qua, ba nam hai nữ, ăn mặc rất sáng sủa, kiểu con cái gia đình khá giả. Một nữ sinh tóc ngắn ngoảnh đầu sang và rất ngạc, nhiên khi nhìn thấy Mộc Băng Thiền, cô ta ngây ra, sau đó gọi những người khác, các cậu xem này, đấy chẳng phải là Mộc Băng Thiền sao? Ấy, là thật đấy. Một nữ sinh tóc gợn sóng bất ngờ, thường ngày đến cả thức ăn cô ta cũng không dám ăn, không ngờ lại chạy đến chỗ này ăn nhà hàng Á. He he, lừa lấy sự đồng cảm của giáo viên, vậy mới lấy được tiền trợ cấp chứ. Một nam sinh nhẹ nhàng nói. Mấy người đó nói năng rất lớn tiếng, Mộc Băng Thiền đang ăn cơm, nghe thấy rất rõ, cô ta nhìn thấy bạn học của mình thì rất không tự nhiên, muốn đứng dậy giải thích nhưng lại bị Ngô Bình giữ lại. Ngô Bình liếc nhìn cô ta rồi bình thản nói, nếu cô chưa từng làm việc có lỗi với người khác thì không cần phải giải thích với bất cứ ai, càng không cần phải để tâm đến suy nghĩ của họ. Nữ sinh tóc ngắn thấy Mộc Băng Thiền không có phản ứng gì, vẫn tiếp tục ăn thì nổi giận. Không biết vì lý do gì, cô ta cứ thấy Mộc Băng Thiền không thuận mắt, cô ta suy nghĩ rồi đi về phía Mộc Băng Thiền. Mộc Băng Thiền đang ăn cơm đấy à, cô ta đứng ở xa hỏi Mộc Băng Thiền. Mộc Băng Thiền chỉ đành nhìn sang cô ta, nói, Lưu Tiểu Du, cậu cũng đến đây ăn cơm à? Nữ sinh tên Lưu Tiểu Du đó nói, ừ, Lưu Tử Khải mời, còn cô, một học sinh nghèo, mỗi năm đều lấy mấy chục ngàn tệ, không ngờ lại đến chỗ đắt đỏ này, he he, cũng vô sỉ thật đấy. Ngô Bình vốn không muốn để tâm đến mấy người họ, dù gì thì cậu cũng không có gì để nói với mấy người phàm đó, nhưng cậu nhìn lướt qua. Không ngờ lại phát hiện trên đỉnh đầu họ đều có một đám khí đen, trong khí đen còn thấp thoáng huyết quang. Cậu giật mình, bắt đầu từ lúc nào mình lại có năng lực này. Cậu đang thắc mắc thì bỗng có tiếng đầu người Phương Lập truyền lại, sao hả? Đấy là vọng khí thuật của tôi. Đầu người Phương Lập bị cậu cất trong pháp khí chứa đồ, Ngô Bình nói chuyện với nó, đám học sinh này có gì đáng xem? Phương Lập, không, với kinh nghiệm của tôi tiếp theo đây mấy học sinh này sẽ chết một cách kỳ lạ. Có điều nếu cậu có thể cứu sống họ thì sẽ có thu hoạch bất ngờ. Ngô Bình hứng thú, thu hoạch gì? Phương Lập, nhìn không rõ, nhưng chỉ có lợi mà không có hại. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi đặt đũa xuống, nói, người khác ăn gì có liên quan gì đến cô? Liễu Tiểu Du tối sầm mặt, nói, anh là cái thá gì? Anh quản được tôi sao? Ngô Bình, Đại học Thần Kinh tập trung thiên tài của cả nước, sao lại có loại học sinh có tư tưởng không ngay? Thẳng thế này. Liễu Tiểu Du hứ một tiếng, có liên quan đến anh sao? Người như anh muốn đến Đại học Thần Kinh học cũng không có cơ hội nữa là. Mấy bạn học khác thấy Liễu Tiểu Du cãi nhau với người khác thì chạy qua. Nữ sinh có mái tóc gợn sóng. Nói Tiểu Du, đừng lãng phí nước bọt với loại người này nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi. Ngô Bình, cô ta có thể nói vài câu với tôi là vinh hạnh lớn nhất đời này của cô ta, sao lại là lãng phí nước bọt? Nam sinh luôn im lặng cho rằng Ngô Bình đang làm ra vẻ, cậu A cười, nói, anh cũng giỏi làm ra vẻ đấy, nếu ai không biết còn tưởng đâu anh hay ho lắm. Ngô Bình, cậu nói vậy chỉ có thể chứng tỏ bản thân không có hiểu biết gì. Lưu Tử Khải cười khẩy, anh nói tôi không hiểu biết sao. Liễu Tiểu Du bỗng khó chịu, giỏi làm ra vẻ thật, có biết Tử Khải là ai không? Bố của anh ấy là thiên tổng của tuần thủ doanh ở Kinh Tây. Thu nhập một tháng đủ để người như anh ăn cả đời đấy. Trước. Tiếp. Ngô Bình cố ý nói mấy lời khách sáo, ồ, một ngày đủ cho tôi ăn cả đời, vậy chắc chắn là rất nhiều nhỉ. Liễu Tiểu Du đắc ý nói ra hù chết anh thôi. Lưu Tử Khải lại ngắt lời cô ta, nói với người này làm gì, chỉ là nhân vật nhỏ tầng lớp thấp mà thôi. Hàn Băng Nhiên không vui, cô ấy không chịu được người khác coi thường Ngô Bình. Vì vậy dùng giọng điệu đùa cợt nói, nếu đến học viên năm sau tốt nghiệp học. Viện quân sự Đại Hạ cũng là nhân vật nhỏ, thì ai cho anh cái gan đó vậy? Lưu Tử Khải ngây người, học viện quân sự là ước mơ từ nhỏ đến lớn của cậu ta, đáng tiếc là bối cảnh cậu ta không đủ, thiên phú cũng bình thường, vì vậy căn bản không có tư cách đến được đó. Nghe thấy Hàn Băng Nghiên nói như vậy,
phản ứng đầu tiên của cậu ta là không tin, học viên năm sao của học viện quân sự vô cùng hiếm có, trong vạn người mới có một, người này. Thật sự là học viên năm sao thì sao có thể ăn cơm cùng nữ sinh như Mộc Băng Thiền được chứ? Chậc, nếu cậu ta là học viên năm sao, thì tôi chính là hoàng thân quốc thích đây, Liễu Tiểu Du càng không tin, cười khinh thường. Hàn Băng Nghiên lập tức lấy bằng tốt nghiệp được ép từ kim loại quý hiếm trong túi ra, to chừng một bàn ai, sáng lấp lánh. Chưa kể những cái khác, chỉ riêng giá trị tấm bằng tốt nghiệp này cũng đến mấy trăm vạn, hơn nữa không thể làm giả. Nó chính là bằng tốt nghiệp của học viên năm sao Học viện Quân sự Đại Hạ. Ở Học viện Quân sự Đại Hạ, học viên tốt nghiệp các cấp bậc khác nhau thì bằng tốt nghiệp cũng khác nhau. Ví dụ như trên bằng tốt nghiệp bằng kim loại này có 5 ngôi sao màu tím, xưa nay chỉ có học viên năm sao mới có được. Hàn Băng Nghiên đem bằng tốt nghiệp cho bọn họ xem, nói, xem cho kỹ, đây là bằng tốt nghiệp mới vừa nhận. Mắt Lưu Tử Khải lập tức sáng rực, cậu ta không nhìn được tiến lại gần hơn, vừa nhìn đã nhận ra bằng tốt nghiệp sẽ không làm giả được, bởi vì ở đại hạ này không ai dám làm giả bằng tốt nghiệp học viện quân sự cả, huống chỉ đây còn là học viên năm sao. Sau khi gia nhập, quân đội ít nhất cũng phải là cấp bậc đô thống. Một thiên tổng nhỏ nhoi như cha cậu A không thể sánh nổi. Tuy nói mấy người như Lưu Tử Khải dựa vào nghệ thuật hoặc thể thao mới vào được Đại học Thần Kinh, sau đó lại được chuyển khoa, nhưng đầu óc bọn họ cũng chẳng phải để không. Lưu Tử Khải lập tức phản ứng ngay, cậu ta lập tức cúi người hàn lễ với Ngô Bình, xin lỗi, vừa nãy là chúng tôi thất lễ. Ngô Bình cân nhắc đến lời lúc nãy Phương Lập đã nói, cậu nói, không sao, các anh cũng là bạn học của Mộ Băng Thiền. Vậy thì cùng dùng bữa đi. Hàn Băng Nghiên rất bất ngờ, cảm thấy không cần thiết. Nhưng quyết định của Ngô Bình thì cô ấy cũng phối hợp vô điều kiện. Đúng vậy, cùng dùng bữa đi. Cô ấy cười nói, rồi bảo nhân viên phục vụ đổi một phòng bao. Mấy món trước đó đều được đổi sạch, Ngô Bình lại gọi thêm một bàn mới. Mấy người Liễu Tiểu Du rất xấu hổ, đều cúi thấp đầu, chỉ dám thi thoảng liếc trộm Ngô Bình. Hoàn cảnh gia đình bọn họ cũng khá tốt nên đều biết học viên năm sao của học viên quân sự đại hạ đại diện cho những gì. Những người này không những có tiền đồ rộng mở, mà còn có bối cảnh cực kỳ thâm hậu, chắc chắn không phải người bọn họ có thể trêu chọc. Trái lại, nếu bọn họ có thể làm bạn với kiểu người như vậy, chắc chắn sẽ có ích cho tương lai bọn họ rất nhiều. Lưu Tử Khải khiêm tốn nói, tôi đây vẫn chưa biết tên của anh. Ngô Bình, tôi họ Ngô, khai giảng tôi cũng sẽ học ở Đại học Thần Kinh. Mấy người họ vừa bất ngờ vừa vui mừng, Lưu Tử Khải nói, thì ra là đàn anh. Ngô Bình cảm thấy buồn cười, các anh mới là đàn anh đàn chị. Lưu Tử Khải vội xua tay, không không, người thành công thì đứng đầu, anh mới là đàn anh của chúng tôi. Tôi là Lưu Tử Khải, bữa cơm hôm nay để tôi mời. Ngô Bình cũng không tranh với cậu ta, bèn hỏi, các cậu đều là bạn bè sao? Lưu Tử Khải gật đầu, chúng tôi chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn. Sau này cũng thi vào Đại học Thần Kinh. Ôi, cũng không tính là thi vào, mà còn dùng chút ít thủ đoạn. Đầu óc chúng tôi không thể nào so với Băng Thiền được, cô ấy là dựa vào bản lĩnh mà thi đậu. Vốn dĩ cậu A muốn khen Mộc Băng Thiền để hòa hoãn quan hệ hai bên, nhưng sau đó lại nghĩ Ngô Bình có thể cũng không phải thi đậu bằng khả năng thực sự. Cậu ta đang định nói thêm, tránh khiến Ngô Bình không vui thì Hàn Băng Nghiên đã mở lời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 196.